Chương 701: Họa từ công pháp. Chỉ có điều kẻ đánh cuộc đó không có ánh mắt, lấy công pháp ra đánh cuộc, còn có thể trách được ai nữa chứ? Chu Chính buồn bực uống một ngụm rượu nói, nói thì nói như thế, nhưng người đó sợ tin tức bị tiết lộ ra ngoài, hiện tại đúng là Chu gia gặp phiền toái. Khi ta và tiểu muội ở Bố gia trang đã muốn trả bản công pháp này cho hắn, nhưng hắn lại trốn nhanh như chớp, cho nên khi đó các ngươi mới vội vã rời khỏi Bố gia trang, thì ra vì chuyện này Đường Phong suy nghĩ nói, đúng, hôm đó vừa về đến nhà, sau khi đêm xuống, trong nhà bỗng xuất hiện một người người bịt mặt. Mặc dù hắn che mặt, nhưng nhìn hình thể, hắn chính là đệ tử đổ gia. Sau khi tiến vào chu gia, hắn cũng không nói lời nào đánh đập tàn nhẫn, nếu không có gia gia và phụ thân liều chết ngăn cản, đêm đó chỉ sợ chu gia lại có thêm mấy vong hồn. Trong sân lớn của chu gia vẫn còn vết máu lưu lại và dấu tích sau trận đấu, có lẽ do đại chiến đêm đó làm ra. Chu Chính càng nói càng oán giận, tinh thần kích động nói, may mắn thực lực của tên họ đổ đó cũng không phải cao lắm, chỉ có thiên giai trung phẩm, gia gia và phụ thân của ta đều là thiên giai hạ phẩm, một phen đại chiến, hai vị tiền bối đều bị thương, gia gia nhận thấy thương thế đặc biệt nghiêm trọng, mấy ngày liền cứ nằm trên giường, không chịu ăn uống gì, thật ra cũng vì kinh sợ tên họ đổ đó. Chính vì chuyện này, tiểu muội và ta mới bị các trưởng bối trong nhà trách cứ không nên ham bản công pháp kia, dẫn tai họa đến nhà, Chu Chính ta làm gì có lòng tham đó, những năm nay tiểu muội càng là vì gia tộc, quản lý sản nghiệp gia tộc mà vứt bỏ tu luyện của bản thân, nếu không với tư chất của tiểu muội, thành tựu hôm nay sao có thể thấp hơn ta, bọn họ cũng không có mắt nhìn xem, những năm này an cư lạc nghiệp rốt cuộc là nhờ phúc của ai, nếu không phải tiểu muội tính toán tỉ mỉ, bọn họ có thể sống thoải mái như vậy sao? Nói xong, vành mắt Chu Chính đỏ ửng, quay đầu nhìn thoáng qua Chu Tiểu Điệp đang nằm trên giường. Tinh thần hao tổn, trong nội tâm hắn cũng cảm thấy không đáng cho Chu Tiểu Điệp, nếu sớm biết có đãi ngộ như hôm nay, muội muội cứ một lòng tu luyện là được rồi, cần gì phải lao tâm lao lực lo lắng cho gia tộc. Đường Phong cũng cảm thấy cảm khái cho bi ai của tiểu gia tộc này, tên họ đổ kia bây giờ muốn thế nào? Đêm hôm trước đến còn chưa nói gì sao? Đường Phong trầm ngâm một lát hỏi, hắn vẫn chưa nói gì, nhưng nhìn tư thế là muốn giết người diệt khẩu, tiêu diệt cả nhà Chu gia chúng ta phong bế chuyện hắn thua cực công pháp đổ ra, đúng là quá khi dễ người khác. Đường phong nghe xong cũng cười lạnh một hồi, họ đổ đó hiển nhiên có chút khinh người quá đáng. Công pháp kia nói cho cùng vẫn là vì nguyên nhân hắn thua cực, căn bản không thể trách người khác, nhưng hiện tại, vì cuốn công pháp này mà muốn tiêu diệt trên dưới mấy chục người nhà người ta, hoàn toàn không xem trọng nhân mạng của người khác. Đường phong cũng từng tiêu diệt cả nhà người khác, nhưng cho tới bây giờ đều do người khác khiêu chiến với hắn trước làm gì bản thân đứng ở bên chịu thiệt mà còn hành xử như vậy. Hôm nay đã qua ba ngày, đêm đó Gia Gia và phụ thân liên thủ tấn công, mặc dù có khiến hắn bị thương nhẹ, nhưng đoán chừng hắn cũng ngóc đầu trở lại rồi. Chu Chính dương mắt nhìn đường phong, đột nhiên đứng dậy như muốn quỳ xuống cúi lạy đường phong. Đường phong sao có thể để hắn như ý? Thò tay phất một cái đã khiến động tác của hắn dừng lại. Chu Chính vội vàng kêu lên, đường huynh, Chu Chính khẩn cầu đường huynh xuất thủ tương trợ giúp đỡ chu gia vượt qua cửa ải khó khăn này ta biết rõ với thực lực của đường huynh muốn đối phó người đó tuyệt đối không có vấn đề chỉ cần chu gia vượt qua khó khăn này chu chính ta có làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp ân tình của đường huynh đường phong vỗ vỗ vai hắn nói chu huynh nghiêm trọng rồi nếu ta đã ở đây đương nhiên sẽ không ngồi nhìn bỏ qua đường huynh đồng ý chu chính vô cùng vui mừng đường phong khẽ gật đầu thật tốt quá chu chính không khỏi thở dài một hơi Tuy nhiên hắn vẫn không biết thực lực thật sự của đường phong rốt cuộc như thế nào, nhưng ở bố gia trang chu chính đã từng tận mắt nhìn thấy đường phong tả sung hữu đột khiến một tên thiên giai trung phẩm rất khỏi lôi đài, hơn nữa người kia cũng là đệ tử đổ gia. Hai huynh muội chu chính sớm rời khỏi bố gia trang, kết quả cuối cùng của trận đấu vẫn chưa được truyền đến nơi này, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa biết đường phong đã đoạt được xếp hạng số một cá nhân, đánh bại cả thiên tài bố liên chu của bố gia. Tuy nhiên cho dù đáp ứng, Đường Phong cũng đang suy nghĩ phải giải quyết chuyện này như thế nào. Giết người vốn là chuyện rất đơn giản. Tên đệ tử đổ gia kia chẳng qua chỉ là thiên giai trung phẩm. Đường Phong muốn giết hắn rất dễ dàng. Thế nhưng sau khi giết thì làm thế nào? Chắc chắn sẽ chỉ mang phiền toái lớn hơn cho Chu gia. Trừ phi tiêu diệt toàn bộ đổ gia mới thành. Chu gia chỉ là một tiểu gia tộc. Hiện giờ một thiên giai trung phẩm cũng khiến bọn hắn sức đầu mẻ tráng. Nếu mình giết người đó sẽ trêu chọc đến cả đổ gia đến lúc đó hậu quả sẽ còn lớn hơn nhiều. Khi đường phong đang suy nghĩ, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một tiếng la, xảy ra hỏa hoạn rồi, xảy ra hỏa hoạn rồi. Chu chính biến sắc, liếc nhìn đường phong, trầm giọng nói, đến rồi, hắn vừa đứng người chuẩn bị chạy ra ngoài, bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn muội muội đang nằm trên giường, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu đệ tử đổ gia kia thừa dịp trong phòng không có người chạy đến nơi này, Chu tiểu điệp đang ngủ say rất có thể gặp nguy hiểm chu huynh ngươi tự đi được rồi ta sẽ trông coi muội muội đường phong nhìn ra lo lắng của hắn liền mở miệng nói vậy làm phiền đường huynh rồi chu chính yên lòng quay người chạy ra ngoài mặc dù người đường phong đang ở trong phòng nhưng cảm giác đã bao trùm toàn bộ đại viện chu gia sau tiếng la kia toàn bộ chu gia đều hoảng sợ vô số người vội vàng cứu hỏa người hơi có thực lực thì ra sức tìm kiếm thân ảnh của đệ tử đổ gia đại viện của chu gia không có đạo lý vô duyên vô cớ xảy ra hỏa hoạn khả năng duy nhất là người khác cố ý làm mà người này ngoài tên đệ tử đổ gia kia còn có thể là ai căn bản cũng không cần tìm kiếm thân ảnh của người đệ tử đổ gia đã xuất hiện ngay phía trước đình viện vẫn che mặt đứng ở chỗ đó cầm trong tay một thanh trường kiếm thanh kiếm này chỉ là mặt hàng bình thường cương binh trước đó của hắn đã thua cực cho chu chính nên đành phải mua một thanh từ bên ngoài chương bảy trăm linh hai bọn hắn sao có thể như vậy một đám người chu gia bắt đầu bao quanh trợn mắt nhìn hắn phụ thân chu chính là chu bính sắc mặt tái nhợt khi đại chiến ba ngày trước hắn cũng bị thương không nhẹ cho tới bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn lúc này dẫn theo mấy vị thúc bá của chu chính đứng trước mặt người bịt mặt tức giận đến phát trung các hạ nhiều lần đến gây chuyện với chu gia ta rút cuộc là muốn như thế nào chu bính đè nén lửa giận trong lòng trầm giọng hỏi người bịt mặt hừ một tiếng nói ta muốn làm cái gì lẽ nào các ngươi còn chưa rõ sao, các hạ không nói rõ ý đồ, chúng ta làm sao tin tưởng? Chu Bính tuy hận đến mức muốn chém giết người trước mặt ngay tại chỗ, nhưng thực lực không cao bằng người ta, chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hỏi rõ ràng trước đã, thiếu làm bộ biết rồi còn giả hồ đồ. Tên đệ tử Đỗ Gia Bình thản nói, Chu Chính đứng dậy, chỉ vào mũi hắn nói, họ đổ kia, nếu ngươi đã đến Chu Gia ta gây chuyện, tại sao còn úp úp mở mở chẳng lẽ còn sợ người khác thấy rõ diện mạo thật của ngươi hay sao? Tên đệ tử đổ gia nghe vậy liền cười gần mấy tiếng, thò tay tháo bỏ lớp mặt nạ trên mặt mình, lộ ra tướng mạo thật sự, mở miệng nói, cho dù đổ phong ta bị các ngươi nhìn thấy thì thế nào? Hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết, sau khi câu nói tràn rỡ mà tràn ngập sát cơ vang lên, tất cả mọi người của chu gia đồng loạt đều biến sắc, duy chỉ có chu chính vẫn bình thản, có đường phong làm chỗ dựa sau lưng, hắn làm gì còn sợ tên đổ phong này nữa. Ồ, hôm nay chỉ có một thiên giai sao? Lão đầu tử xuất hiện đêm đó đâu rồi, lẽ nào đã chết rồi? Ánh mắt đổ phong liếc nhìn qua toàn bộ mọi người, không phát hiện ra gia gia của chu chính, thần thái cũng thoải mái hơn rất nhiều. Hắn hiện giờ là thiên giai trung phẩm, muốn đối phó với hai thiên giai hạ phẩm đương nhiên không hề khó khăn, nhưng mặc dù đổ phong có cảnh giới, công lực lại kém cỏi, đêm đó một mình hắn đối phó với hai thiên giai hạ phẩm cũng phải chịu một số thiệt thòi bị dũng khí quyết đoán sống chết đến cùng của người ta hù dọa không thể không tạm thời rời khỏi hiện tại nhìn thấy thiếu đi một thiên giai hạ phẩm đương nhiên là vô cùng vui vẻ đỗ phong không phát hiện ra thân ảnh của lão gia tử chu gia nhưng đường phong lại phát hiện ra lão gia tử mấy ngày không ăn uống sắp gần đất xa trời mà chu chính nói lúc này đang lén lút mò tới một bên kiềm chế khí tức trên người đến cực hạn mặc dù xác thực bị thương nhưng cũng không đến nỗi nghiêm trọng như chu chính nói lúc này hắn hành tẩu như thợ săn báo trong rừng, nhìn chầm chầm vào con mồi mà mình đã nhắm, lão hồ ly này thậm chí còn lừa cả mình. Đường phong không khỏi bật cười. Lão gia tử chu gia này có lẽ muốn bất ngờ đánh lén, cho nên mới giả vờ bị trọng thương như vậy. Lão nhân gia đáng thương 7-80 tuổi này vẫn muốn chơi mánh khóe để đối phó một người trẻ tuổi chưa đến 30 tuổi. Tuy nhiên từ điểm này phỏng đoán, đường phong không khó nhìn ra quyết tâm và dũng khí của lão gia tử chu gia hắn đại khái muốn triệt để giữ đổ phong lại hồng chấm dứt hậu hoạn, rất gan dạ, đường phong thật sự tán thưởng, đối mặt với một người có thực lực cao hơn mình, gia tộc có nội tình hùng hậu vô số lần so với gia tộc mình, vẫn dám nổi sát tâm, đây cũng không phải việc người bình thường có thể có được, Đỗ phong ngươi đừng kinh người quá đáng, chu chính không khỏi có chút tức giận khi nghe thấy Đỗ phong nói xấu gia gia mình, Đỗ phong khẽ cười một tiếng nói, các ngươi nhòm ngó công pháp đổ gia ta, ta há có thể lưu lại tính mạng của các ngươi. Chu chính oán giận vô cùng, đó là do ngươi tự thua cuộc, sao có thể oán trách người khác, quá trình như thế nào ta mặc kệ, ta chỉ biết hiện tại công pháp đổ gia đang trong tay các ngươi, mặc dù đổ phong bị chu chính vạch trần, nhưng vẫn liều chết không chịu buông tha, chu chính còn muốn nói chuyện, lại bị chu bính vung tay lên ngăn cản, chu bính nén giận, ông quyền nói, vị huynh đệ đổ gia này, công pháp ngươi đưa cho khuyển tử, hắn chưa bao giờ xem qua, chu gia ta càng chưa có người xem qua, chi bằng bây giờ chúng ta trả công pháp lại cho ngươi việc này xem như kết thúc chu bính lấy danh dự chu gia cam đoan chuyện này tuyệt đối sẽ không truyền ra bên ngoài thần sắc đổ phong khẽ thay đổi nhưng lại lắc đầu rất nhanh không được công pháp trên tay các ngươi ai biết các ngươi có xem qua hay không có sao chép hay không nếu sau này người của chu gia các ngươi tu luyện bộ công pháp này bị đổ gia phát hiện đổ phong ta làm sao gánh vác được trách nhiệm ngươi muốn như nào chu bính vốn muốn chuyện lớn hóa nhỏ Chuyện nhỏ hóa không, nào ngờ đối phương căn bản không nể mặt, nén giận đã đủ quốc ức, thân là nam nhân ai không có chút huyết tính. Khi nói ra những lời này, ngữ khí đã rất bất thiện rồi, hắc hắc, đổ phong miễn cười nói. Phương pháp giải quyết tốt nhất là ta giết sạch các ngươi, người chết vĩnh viễn sẽ không tu luyện công pháp, tuyệt đối không để lộ bí mật, càng rỡ, Chu Bính giận dữ, Chu gia ta từ trên xuống dưới hơn mấy chục người, mặc dù thực lực không bằng ngươi, cũng có thể liều chết với ngươi, ngươi có can đảm cứ thử xem tối nay đảm bảo ngươi đến được nhưng không về được hắn vừa nói vừa tiến về phía trước một bước ngược lại tam thúc chu hầu của chu chính lại nghe ra ẩn ý bên trong của đỗ phong cao mày nói còn có phương pháp giải quyết khác sao đỗ phong nhìn hắn khen ngợi nói đương nhiên là có chỉ không biết chu gia các ngươi có đồng ý hay không thôi nói nghe xem chu hầu trầm giọng nói gã tiểu điệp cô nương của chu gia các ngươi cho đỗ phong ta như vậy nàng chính là đệ tử đỗ gia ta có truyền công pháp cho nàng ngược lại cũng không bị trưởng bối trách cứ, về phần các ngươi có học hay không, đó là trách nhiệm của nàng, không quan hệ đến đổ phong ta, đổ phong nói ra biện pháp của mình, điều này hiển nhiên là đẩy trách nhiệm đổ lên người chu tiểu điệp, sau này cho dù người của chu gia tu luyện công pháp đổ gia bị điều tra ra, đổ phong cũng có thể nói do chu tiểu điệp tự truyền ra ngoài, đến lúc đó, người bị trách phạt chính là chu tiểu điệp, còn đổ phong hắn lại có thể thoát khỏi chuyện này, không chỉ có thế, hắn còn có thể lấy được mỹ nhân, có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn. Lời này vừa thốt ra, Chu Bính và Chu Chính liền tức giận nói, si tâm vọng tưởng, hai người là phụ thân và ca ca của tiểu điệp, làm sao có thể đồng ý loại yêu cầu vô căn cứ như vậy? Đỗ Phong trầm mặt nói, vậy thì không còn gì để nói, tối nay Chu gia các ngươi sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, đợi đã. Chu Hầu nhìn thấy Đỗ Phong muốn động thủ, vội vàng ngăn cản, quay đầu nhìn Chu Bính nói, đại ca ngươi không suy nghĩ sao? chu bính nghiêng đầu giận dữ nhìn chu hầu nói chuyện này còn cần suy nghĩ cái gì chu hầu né tránh ánh mắt mở miệng nói đại ca ta biết rõ khuê nữ là bảo bối của ngươi nhưng con gái dù sao cũng phải đi lấy chồng nếu sau này gả nó cho một tiểu thương vậy chi bằng gả cho vị tiểu ca đỗ gia này tiểu ca đỗ gia mặc dù còn trẻ nhưng thực lực cao thâm tuấn kiệt trẻ tuổi như vậy rất xứng với tiểu điệp nhà ta nghe thấy lời này đỗ phong vội vàng đứng thẳng người lên Chu Hầu mới mở miệng, những người khác cũng súng lại khuyên bảo Chu Bính. Bọn họ vốn không vui vì chuyện Chu Chính và Chu Tiểu Điệp dẫn tai họa về nhà, khiến bọn họ cũng chịu liên quan. Bây giờ nhìn thấy có phương pháp giải quyết hòa bình, đương nhiên là cầu còn không được. Nếu không có ai nguyện ý làm đối thủ của kẻ bản thân không cách nào chiến thắng thì đêm nay thật sự sẽ phải đổ máu tại chỗ. Trước tình cảnh có liên quan đến tính mạng, những thứ như cốt khí và tôn nghiêm đôi khi có thể bị vứt bỏ được 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 chu bính tức giận đến mức toàn thân phát run chỉ vào chu hầu nói các ngươi trợn to mắt chó lên mà xem người này có chỗ nào là tuấn kiệt trẻ tuổi các ngươi bảo ta gả con gái cho loại tiểu nhân hèn hạ này lương tâm các ngươi đều bị cậu ăn hết rồi sao một đám người bị chu bính chửi rủa không ngóc đầu lên được chu hầu nhỏ giọng nói phiền toái này là do chính cô ta gây ra bây giờ bản thân cô ta có thể giải quyết tại sao lại không đồng ý con gái đều là hàng bồi thường câm miệng Chu Chính nắm chặt nắm đấm, lúc này hắn căn bản bất chấp phạm thượng cái gì hay không, nổi giận gầm lên một tiếng với tam thúc của mình. Chu bá phụ, nếu tiểu điệp cô nương thật sự gả cho ta, Đỗ Phong cam đoan sau này sẽ đối đãi thật tốt với nàng. Tính ra, tiểu gia tộc Chu gia các ngươi có thể kết thông gia với Đỗ gia, cũng coi như tổ tiên các ngươi để phúc cho rồi. Đỗ Phong cười đắc ý, trong mắt hắn, xem ra bản thân đã nắm được Chu gia, đối diện với những người kém cỏi hơn mình, chỉ vẹn vẹn có một thiên giai còn bị thương không nhẹ, làm sao có thể đánh thắng được mình. Trong phòng Đường Phong, không biết Chu Tiểu Điệp đã tỉnh dậy từ lúc nào, Đường Phong nãy giờ mãi chú ý đến tình huống bên ngoài, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân mới giật mình cảnh giác, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt Chu Tiểu Điệp trắng bệch, nắm chặt nắm đấm, thân thể mềm mại run rẩy, nước mắt chực chờ rơi xuống, nhưng vẫn cố kìm nén. Nàng nghe thấy rồi sao? Đường Phong thở dài mở miệng hỏi, Chu Tiểu Điệp khẽ gật đầu. Cắn chặt hàm răng, đầu ngón tay bị miết đến trắng bệt, có thể nhìn ra, tiểu cô nương đã bị những người thân của mình làm tổn thương sâu sắc, đừng để ý, thế gian luôn luôn có một số chuyện phiền lòng. Nhìn theo hướng tốt, nhân cơ hội này xem như nàng có thể nhìn rõ bộ mặt thật của bọn họ, đường phong an ủi, ta không thèm để ý, chu tiểu điệp chậm rãi lắc đầu, ca ca và phụ thân che chở cho ta, như vậy là đủ rồi, mặc dù nói như vậy, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống đường phong đưa tay nhẹ nhàng vỗ đầu nàng muốn an ủi vài câu nhưng lại không biết mở miệng như thế nào chu tiểu điệp thuận thế vùi đầu vào lồng ngực đường phong cuối cùng khóc nấc lên sao bọn họ có thể như vậy nước mắt nàng lập tức làm ướt quần áo đường phong đường phong nheo mắt trong mắt hắn hiện lên một tia sát cơ sau khi khóc thật lâu chu tiểu điệp mới dần dần bình tĩnh lại đường phong nói nàng chờ ở đây ta đi một lát chu tiểu điệp ngoan ngoãn gật đầu dùng mu bàn tay lau nước mắt đường phong đi ra ngoài cửa khi đi ngang qua một chỗ thuận tay vỗ lên lưng lão gia tử chu gia đã ẩn nấp ở đó rất lâu rót một luồng cương khí đi vào kìm giữ khí tức của lão gia tử nói xin bớt giận khí huyết của ngươi quay cùng rất lợi hại lão gia tử chu gia giật mình kinh hãi hắn trốn ở đây nghe lén và nhìn trộm đã rất lâu cũng đã thấy rõ bộ mặt xấu xí của những người trong nhà mình trái tim cũng bị tổn thương sâu sắc vừa rồi thiếu chút nữa ngừng thở nếu không nhờ luồng cương khí kia của đường phong, nói không chừng hắn thật sự bệnh không dậy nổi rồi. Nhưng điều khiến lão gia tử chu gia khiếp sợ nhất chính là, đường phong đi đến sau lưng hắn mà hắn không cách nào phát giác, nhìn qua bóng lưng của đường phong, lão gia tử chu gia cảm thấy mê man người kia là ai? Chu gia không có người này, trong đình viện, đỗ phong vẫn bình thản đứng ở đó, thưởng thức nội chiến của chu gia. Đám người Chu gia vẫn không ngừng cãi lộn với hai cha con Chu Chính và Chu Bính, bỗng nhiên, sau lưng đám người chu gia xuất hiện một đạo thân ảnh đang chậm rãi bước về hướng đổ phong tiền ồn ào chợt dừng lại ánh mắt của tất cả mọi người tựa hồ đều bị cuốn theo bước đi của đường phong nguyên một đám kinh ngạc dõi theo hắn không biết hắn muốn làm gì chỉ có vẻ mặt của chu chính đầy vui mừng hắn biết rõ đây là đường phong muốn xuất thủ đường phong cúi đầu bước ra đình viện chu gia sau lưng thế lửa vẫn đang hừng hực thiêu đốt kéo bóng dáng của hắn thật dài trong lúc nhất thời đổ phong lại không thấy rõ diện mạo của đường phong chỉ là đột nhiên có một người xuất hiện vì vậy tất cả mọi người đều lập tức cảnh giác đổ phong cũng không ngoại lệ hắn rút vỏ kiếm của thanh trường kiếm rẻ tiền mà mình mua được bày ra một tư thế uy phong lẫm liệt nghiêm nghị hét lên với đường phong ai không muốn chết thì đứng ở đó thế nhưng kiếm của hắn vừa mới ra khỏi vỏ một ngọn phi đao cũng đã xuyên qua cổ tay cầm kiếm của hắn không có ai nhìn rõ ngọn phi đao này xuất hiện như thế nào mọi người chỉ nghe thấy trong không trung truyền đến một âm thanh yếu ớt, Đỗ Phong thảm thiết kêu lên, toàn bộ tay phải sau khi bị một luồng đại lực nhét lên, trường kiếm rời khỏi tay, bay vào giữa không trung tối đen không thấy bóng dáng, thân thể càng không bị khống chế xoay tròn nửa vòng, vung ra một chùm huyết châu sáng lạn. thân thể của hắn còn chưa đứng vững, một đại thủ đã bóp lên trán hắn, cương khí hộ thân vừa mới được vận khởi phản phất đã giống như bọc xà phòng trực tiếp nứt vỡ, cả người đổ Phong càng giống như bị một gậy quật ngã thân thể không bị khống chế bắn ngược ra sao, chương 703, vui rồi. Trước mặt đánh tới một luồng sức mạnh cực lớn khiến đổ phong cả kinh, mồ hôi lạnh ứa ra toàn thân, ba hồn bảy vía thiếu chút nữa bay ra ngoài cơ thể, bàn tay ấn trên trán mình cứng như sắt thép, đổ phong hoài nghi không biết sọ não mình có phải bị đối phương bóp nát rồi hay trong, đau đớn khó nhịn trong đầu khiến hắn không nhịn được phát ra một tiếng thét chanh chua giống như đàn bà. Sau một tiếng tầm, đỗ phong vừa rồi còn vô cùng khí thế trước mặt đám người chu gia đã bị bắn trên mặt đất lưu lại trên mặt đất một hố lớn hình người rất rõ ràng đám người sợ hãi đều không theo kịp tiết tấu biến cố trước mắt sau khi đợi mọi người lấy lại tinh thần đỗ phong đã bị quật ngã xuống mặt đất tố chất thân thể của thiên gia trung phẩm cũng không phải hàng trưng cho đẹp mặc dù chịu trọng kích như vậy đỗ phong chỉ cùng phun ra một nguồn máu tươi bản thân cũng không lo ngại gì đám người chu gia há to miệng đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà ánh mắt mọi người đều ngơ ngác. Cảnh tượng vừa rồi, nếu là một tráng hán có thân hình bưu hãn, phóng ngược lại một nữ nhi liễu yếu đào tơ còn có thể lý giải, nhưng người bị phóng ngược lại là một cao thủ thiên giai trung phẩm. Thiên giai trung phẩm đối với đám người chu gia mà nói quả thực là một tuyệt thế cao thủ, người này mấy ngày trước còn khiến cả chu gia hỗn loạn, đã thương hai thiên giai của chu gia rồi mới toàn thân trở ra, bây giờ định thần nhìn lại, chỉ thấy người vừa đi ra cuối nửa người, một chân dẫm lên ngực đổ phong như dẫm một con kiến, lại khiến cho hắn không thể động đậy, bàn tay lớn vẫn ấn trên đầu đổ phong không buông. Cho tới lúc này, những người của Chu Gia mới thấy rõ diện mạo của người tới, dĩ nhiên chính là người mấy ngày nay đến Chu Gia làm khách. Mấy vị thúc bá của Chu Chính thi nhau nuốt từng ngụm nước bọt, sắc mặt hơi trắng bệch, nhất là tam thúc Chu Hầu của Chu Chính, bàn chân như bị chuột rút, chỉ hận không thể đào một cái hố ngay tại chỗ để chui xuống. Đường Phong ở Chu Gia suốt mấy ngày hôm nay, bọn họ chưa từng dành cho hắn một chút sắc mạc hòa nhã nào biểu hiện mấy ngày nay của đường phong cũng rất bình thường không có gì đặc biệt đối diện với sự khinh thường của những người này lại càng không để ý khiến cho bọn họ nghĩ rằng người bằng hữu này của chu chính chỉ hơi lợi hại mà thôi cũng không có bản lĩnh quá lớn nhưng bây giờ xem ra người trẻ tuổi này quả thực cực kỳ lợi hại tất cả chu gia đều không thể nào đối phó với đỗ phong vậy mà thoáng cái hắn đã bị đánh ngã trên mặt đất sự thật nhìn thấy này khiến những thúc bá của Chu gia đều cảm thấy hoảng sợ, bọn họ sợ hãi ác ý của mình lại khiến người trẻ tuổi này tức giận, vạn nhất hắn ra tay đối phó với mình thì không biết làm thế nào. Quả nhiên nhìn người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, lúc này mấy vị thúc bá của Chu chính cuối cùng mới hiểu rõ hàm nghĩa này. Đỗ Phong bị đánh ngã trên mặt đất không thể động đậy, nhìn xuyên qua khe hở ngón tay Đường Phong vẫn thấy ánh lửa chập chờn, cũng thấy rõ diện mạo của Đường Phong. Trong lúc nhất thời, trong mắt Đỗ Phong cũng trợn tròn, thân thể lạnh run, hắn căn bản không nghĩ tới sẽ đụng phải Đường Phong ở đây, khi thi đấu gia tộc, hắn đã tận mắt nhìn thấy Đường Phong tả xung hữu đột đánh bại huynh đệ của mình xuống lôi đài, thực lực của vị huynh đệ kia còn mạnh hơn mình một ít, hắn còn không phải đối thủ, mình làm sao là đối thủ cho được, người này có quan hệ như thế nào với Chu gia? Đỗ Phong có nghĩ nát đầu cũng không rõ, nếu sớm biết như vậy, làm sao hắn còn dám tìm tới chu gia gây phiền toái chưa nói đến chuyện mình không phải là đối thủ của đường phong nếu nói về hai gia tộc đối với đỗ gia mà nói đường gia đồng dạng là một quái vật khổng lồ chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa sắc mặt đường phong đầy lạnh lùng lấy tư thế nhìn trên cao nhìn xuống đỗ phong ánh mắt kia sắc bén như đao giống như diều hâu nhìn con mồi của mình khi bay lượn trên bầu trời tha mạng hảo hán không tính thiệt thòi trước mắt huống chi đỗ phong còn là một tiểu nhân hèn hạ cường địch ngay trước mắt, chỉ có thể vứt bỏ tôn nghiêm mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn có thể nhìn thấy sát cơ trong mắt đường phong, loại sát cơ này giống như lưỡi dao, vô hình mà cắt được dũng khí của hắn, lại khiến toàn thân hắn lạnh buốt. Đường phong vương tay, cầm lấy ngọn phi đao cắm vào cổ tay phải đối phương, lập tức chậm rãi rút ra, máu tươi không ngừng phun ra ngoài, đổ phong đau đớn vô cùng, cũng không dám mở miệng kêu la, trong cổ họng chỉ có thể truyền ra tiếng ừng ực, đám người chu gia đều nhướng mày, bọn họ có thể tưởng tượng được cảm giác đau đớn mang đến khi rút đau ra chậm rãi như vậy. Mấy vị thúc bá của Chu Chính nhìn thấy vừa lo lắng lại tràn đầy hưng phấn. Lo lắng chính là bọn họ đã hoàn toàn trở mặt với tên đệ tử Đỗ Gia, vạn nhất sau chuyện này đường phong phủi mông bỏ đi, với thế lực của Chu Gia làm thế nào để chống lại Đỗ Gia, hưng phấn đương nhiên cũng có, nhìn thấy ác nhân bị dày vò như vậy trước mặt mình, có ai mà không hưng phấn. Sau khi nhổ phi đao ra, đường phong ấn phi đao vào ít hầu đổ Phong, trong mắt đổ phong run rẩy vội vàng kêu lên tha mạng đại ca bỏ qua cho ta ta có mắt không trồng ta nhận thua cực trời đi từ trong lỗ mũi đường phong phun ra một luồng nhiệt khí bây giờ nói những lời này thì đã muộn mặc dù cảm tạ ngươi đã giúp tiểu cô nương thấy rõ bộ mặt của những người thân nàng thế nhưng chuyện đó cũng đã thương trái tim của nàng các thúc bá của chu chính bị đường phong vạch trần đến đỏ mặt Vừa rồi bọn họ còn gọi la hét muốn chu bính gả chu tiểu điệp cho tên tuấn kiệt trẻ tuổi đổ phong, để hóa giải khó khăn của gia tộc lần này kết quả chỉ trong nháy mắt tên tuấn kiệt trẻ tuổi đã bị người ta đánh ngã xuống đất không hề có khí khái mà cầu xin tha thứ sự hèn hạ của đỗ phong khiến bọn họ có cảm giác như bị tát vào miệng thẹn đến mức muốn chui xuống đất nhìn thấy sát cơ trong mắt đường phong càng ngày càng dày đặc đỗ phong biết cầu xin hắn tha cho mình là vô dụng chỉ có thể đặt hy vọng lên những người của chu gia vừa dãy dụa vừa cao giọng hô chu gia đỗ phong ta cam đoan sau này không bao giờ đến tìm các ngươi gây chuyện phiền toái nữa các ngươi nghĩ xem nếu ta chết ở đây đỗ gia há có thể từ bỏ ý đồ đến lúc đó chu gia các ngươi chỉ gặp tai họa lớn hơn câu nói trước đó còn chưa có ai để ý nhưng câu nói phía sau lại khiến cho tất cả mọi người đột nhiên biến sắc bọn họ lo lắng nhất chính là cái này nhìn thấy đỗ phong sắp bỏ mạng dưới phi đao chu bính vội vàng kêu lên vị tiểu ca kính xin hạ thủ lưu tình phi đao đang tiếp tục ấn xuống yết hầu đổ phong chợt dừng lại đổ phong đang sợ hãi vô cùng không nhịn được thở vào một hơi chu bính nói thế nào cũng là phụ thân của hai huynh muội chu chính hắn mở miệng muốn nhờ vả đường phong thế nào cũng phải nể mặt mặc dù hận không thể trực tiếp giết chết tên tiểu nhân xấu xa đổ phong ngay tại chỗ nhưng đường phong vẫn không xuống tay nheo mắt liếc nhìn đổ phong đường phong lạnh lùng cười nói tha cho ngươi thì có thể nhưng không nện cho ngươi một trận thì cơn tức trong lòng thiếu gia khó mà tiêu tan. Đỗ Phong vội vàng gật đầu như trống bội, ngươi cứ nện đi, chỉ cần ra tay đừng quá hung ác là được. Những lời này lại khiến cho tất cả mọi người trợn mắt, xem thường vạn phần. Lời nói mới vang lên, một đấm của Đường Phong đã nện lên lông mày hắn, khung mày bạo liệt. Đỗ Phong còn chưa kịp kêu lên, một đấm khác đã nện xuống một con mắt khác của hắn. Hai quyền vừa xuống, đầu Đỗ Phong thiếu chút nữa lún xuống đất bùn, cả đầu vang lên tiếng ông ông trực tiếp hôn bê bất tỉnh vui rồi đường phong đứng dậy phủi bụi trên người toàn bộ chu gia rơi vào yên lặng ngay cả những người đang vội vàng cứu hỏa cũng bê thùng nước đứng yên tại chỗ để mặc cho thế lửa lan tràn bọn họ đột nhiên phát hiện người khách chu chính này bề ngoài thoạt nhìn tướng mạo khí phách kỳ thật trong nội tâm rất bạo lực còn đứng ngay ra đó làm gì không có chuyện gì thì mau đi cứu lửa đi chu bính dù gì cũng là nửa gia chủ nhanh chóng phản ứng quát to đám người chu gia những người kia lúc này mới lấy lại tinh thần, tiếp tục dập tắt thế lửa. Chu Bính quay đầu nhìn thoáng Chu Chính, chỉ thấy ánh mắt hắn đầy ngưỡng mộ nhìn đường phong, dáng vẻ giống như hận không thể quỳ xuống bái lại đường phong, không khỏi thở dài lắc đầu. Đồng dạng là người trẻ tuổi, tiểu ca này còn trẻ hơn con trai mình rất nhiều, nhưng thực lực đã cường hãn như vậy. Chu Bính không trách con trai mình vô dụng, chỉ có thể thầm hận Chu gia suy thoái, căn bản không có công pháp tu luyện gì tốt. Chu Bính sửa sang lại quần áo, khẽ ho một tiếng, tiến tới trước mặt đường phong ôm quyền nói, xin hỏi cao danh quý tánh của vị tiểu ca này. Lần này xuất thủ cứu giúp, chu Bính vô cùng cảm kích, đường phong đáp lễ nói, vãn bối đường phong, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. chu Bính nói, mấy ngày nay ta chú tâm chữa thương, mặc dù nghe khuyển tử nói có khách đến thăm, nhưng vẫn chưa ra nên đón, kính xin tiểu ca chớ trách, đường phong cười nói. Theo lý vãn bối phải tới bái kiến trước, bá phụ nghiêm trọng rồi, chỉ qua mấy câu, chu bính đã cảm giác thể diện của mình được nâng cao càng nhìn đường phong càng thuận mắt bây giờ người trẻ tuổi có thực lực lại khiêm tốn như hắn không còn nhiều loại hơi có thực lực như đổ phong lại không đặt tiểu gia tộc nhỏ như chu gia trong mắt chạy đến nơi này tùy ý làm bậy lại nhìn đường phong chu bính thổn thức một hồi không thôi chênh lệch giữa người và người thật sự lớn như vậy sao tiểu ca kính xin trở về phòng nghỉ ngơi chuyện ở đây giao cho chu gia ta xử lý là được chu bính mỉm cười nháy mắt ra giấu với con trai mình Chu Chính vội vàng nói, đường huynh mời, chuyện còn lại đường phong xác thực cũng không muốn xen vào, lần này ra tay đối phó với đổ phong chẳng qua cũng là tình thế bắt buộc, sau khi nghe Chu Chính nói xong liền cùng hắn rời khỏi chỗ đó, trước khi đi, hắn còn mỉm cười liếc nhìn về một hướng, phương hướng đó chính là chỗ lão gia tử Chu Gia bí mật ẩn nấp quan sát đường phong, trong mắt quay tròn, dáng vẻ cáo già, gia gia, người ở đây làm gì vậy, Chu Tiểu Điệp đi đến sau lưng lão gia tử hỏi, xem kịch vui lão gia tử đứng thẳng người dậy, thò tay vuốt vuốt hàm râu của mình, nhìn theo hướng đường phong rời đi, lại cúi đầu liếc nhìn chu tiểu điệp, tiểu điệp có chút kỳ quái nói, da da ngươi đang nhìn gì vậy, lão gia tử giống như mới phát hiện ra đại lục mới, ngạc nhiên nói, hắc, tiểu điệp năm nay con cũng đã 15 tuổi rồi sao, gia da người mới biết à, chu tiểu điệp giận dỗi nói, người không quan tâm đến con một chút nào cả, lão gia tử ngoảnh mặt làm ngơ, hơi suy nghĩ nói, Năm đó khi bà con được cả cho ta cũng mới 15 tuổi. Thời gian trôi qua thật nhanh, lão gia tử lại hỏi, tiểu điệp, con cảm thấy người trẻ tuổi tên đường phong này như thế nào? Hắn, chu tiểu điệp nhíu mày trầm tư, trong đầu không khỏi hiện ra ánh mắt mê đắm đường phong nhìn nàng lúc trước, lại nhớ tới đôi bàn tay nhỏ bé của mình còn bị hắn siết chặt, dậm chân nói, con không quen hắn, ha ha, không quen cũng không sao. Lão gia tử nhớ năm đó ta và bà con được chỉ định hôn ước, trước khi thành thân còn chưa từng nhìn thấy mặt nhau. Gia Gia, hôm nay người thật kỳ quái, Chu Tiểu Điệp vô cùng mê mang, không nói chuyện này nữa, con đi với ta giáo huấn những kẻ lòng lan dạ sói kia một trận, lão già này giả vờ bị thương mấy ngày, bọn chúng đã lộ bộ mặt thật, nếu lão tử này chết thật, cái nhà này không biết còn biến thành như thế nào nữa, lão gia tử hăng hái, vung tay lên, dẫn theo Chu Tiểu Điệp đi về phía đám người Chu Gia đang tập trung ở trong phòng đường phong chỉ nghe được lão gia tử chu gia tức giận mắng chửi mấy thúc bá của chu chính một trận miệng lưỡi lưu loát mắng mấy người kia đến nỗi không ngẩng đầu lên được càng không dám phản bác lại một câu cuối cùng lão gia tử mắng chửi cả hai cha con chu bính và chu chính khiến hai người ủy khuất vô cùng hừ các ngươi nhớ kỹ cho lão tử trước khi lão tử còn chưa chết chu gia không phải các ngươi muốn như thế nào thì thành thế ấy tiểu điệp không phải các ngươi muốn gả cho ai thì gả mẹ kiếp một đám súc vật phong ân phụ nghĩa, tại sao lão tử lại sinh ra bọn hèn nhát các ngươi, lão gia tử thậm chí văn cả tục, hiển nhiên cơn tức giận không nhẹ, khó khăn lắm dưới sự khuyên bảo của hai cha con chu chính mới kêu được lão gia tử đi nghỉ ngơi, mặc dù đã giải quyết xong phiền toái của Đỗ Phong, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Nói cho cùng Đỗ Phong chẳng qua là một đệ tử Đỗ Gia, Chu Gia giữ hắn lại, đã thương hắn, nếu Đỗ Gia biết được tin tức này sẽ xử lý như thế nào huống hồ căn do của chuyện lần này lại là một bản công pháp của Đỗ gia có thể nói căn nguyên này chính là một củ khoai lang nóng phỏng tay chu gia cầm bản công pháp này cho dù không xem cũng là một đại phiền toái chương 704, cáo già người của chu gia mặc dù cũng biết danh tiếng của đường phong nhưng bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ nhiều dù sao gia tộc nhỏ có vòng giao tiếp của gia tộc nhỏ bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới với thực lực và bản lĩnh của Chu Chính có thể kết thân được với đệ tử đường gia, hơn nữa người đệ tử này còn là cá nhân đệ nhất của thi đấu gia tộc, nếu biết được, chỉ sợ đám người Chu gia sẽ càng khiếp sợ. Hai ngày tiếp theo, cuối cùng Đường Phong cũng thể nghiệm được cái gì gọi là gió thổi chiều nào theo chiều ấy của Chu gia. Mấy vị thúc bá của Chu Chính trước đó còn tỏ ra dững dưng với hắn thậm chí khi chạm mặt còn kinh thường liếc nhìn lúc này lại cung kính đến tận cửa viếng thăm, phản phất như những người bày ra bộ mặt xấu xa mấy ngày trước không phải là bọn họ, bây giờ nhìn thấy Đường Phong, thần thái cực kỳ kiêm tốn. Mở miệng một tiếng Đường công tử, tỏ ra vô cùng thân thiết. Đường Phong cũng không so đo quá nhiều với bọn họ. Mặc dù hắn lười quan tâm đến bọn họ, nhưng dù sao mình cũng đang làm khách ở Chu gia, cũng phải cho Chu chính mấy phần thể diện, những người này cũng thức thời, biết rõ thái độ của bọn họ mấy ngày trước khiến Đường Phong không vui cũng không nói nhiều lời mà vội vã cáo lui, chỉ để lại một bao lễ vật. Những lễ vật này đối với đường phong mà nói cũng không có nhiều giá trị, nhưng cũng là những thứ bọn họ có được trong tay lấy ra để đền tội. Điều duy nhất khiến cho đường phong lo lắng chính là cho tới hôm nay vẫn chưa thăm dò được tin tức của thương hàng đình. Hôm nay, đường phong vừa mới ra ngoài tìm hiểu tin tức trở về, còn chưa vào phòng, đã cảm giác bên trong đang có người chờ mình, hơi cảm nhận thoáng qua khí tức, bất giác ung dung mỉm cười, đẩy cửa bước vào trong phòng, lão gia tử chu gia mặc áo bào xám, mặc dù tuổi đã cao nhưng nhìn qua vẫn vô cùng khí thế, ngồi vững như bàn thạch, qua mấy ngày chữa thương, thương thế của lão gia tử cuối cùng cũng khôi phục không ít, sắc mặt cũng hồng hào hơn rất nhiều. Đường phong sớm đã biết rõ lão gia hỏa này không phải đèn đã cạn dầu, cũng biết hắn nhất định sẽ đến tìm mình, cho nên chuyện này cũng không có gì bất ngờ. Mấy ngày này, đường phong cũng biết tục danh của lão gia tử, Chu Khê Hà. Sau khi nhìn thấy đường phong, chu khê hà cởi mở cười nói tiểu ca lão đầu tử chờ ngươi đã lâu đường phong mỉm cười hành lễ với hắn nói đường phong bái kiến lão gia tử tiểu ca khách khí rồi chu khê hà vội vàng bắt đầu nói ra lão gia hỏa còn phải cám ơn tiểu ca hôm đo đã ra tay thay ta bình ổn khí tức càng phải cám ơn tiểu ca đã giúp chu gia hóa giải nguy nan hôm nay lão gia tử tới đây chỉ vì nói những lời khách sáo này sao đường phong ngồi xuống đối diện chu khê hà châm nước trà cho hắn chu khê hà hơi ngây người nhưng sau đó lập tức lên tiếng cười nói, được, tiểu ca đã nói chuyện sảng khoái, lão gia hỏa cũng không vòng vo với ngươi. Hôm nay ta tới đây chỉ là muốn hỏi một câu, tiểu ca muốn xử lý người đệ tử đổ gia kia như thế nào, lời này nghe như thế nào cũng cảm giác không được tự nhiên. Rõ ràng là chu gia chọc vào đổ phong, nhưng từ miệng lão gia hỏa này nói ra lại giống như đường phong và đổ phong có cừu oán với nhau, biến nơi này thành chiến trường, đường phong lập tức đá phiền toái trở về nơi này là chu gia nên xử lý như thế nào tiền bối tự quyết định là được vãn bối nhỏ tuổi không tiện nhúng tay vào chuyện của chu gia tiểu ca không thể nói như vậy chu lão gia tử bình thản nói đổ phong là do tiểu ca bắt giữ tính ra chính là con mồi của tiểu ca nên do tiểu ca xử lý đường phong mỉm cười liếc nhìn chu khê hà đối phương cũng đang nhìn hắn một lát sau đường phong mới nói nếu tiền bối đã có ý như thế vậy vãn bối từ chối thì bất kính rồi hắn vừa nói vừa đứng lên định đi ra ngoài người định làm gì chu khê hà không khỏi biến sắc đi giết hắn loại người này lưu lại trên đời này cũng chỉ là tai họa lẽ nào lão gia tử còn muốn thả hắn ra hay sao khi đường phong nói chuyện vẫn không dừng bước chân thoáng cái đã bước ra ngoài cửa chu khê hà làm sao dám ngồi tiếp vội vàng chạy theo kéo đường phong trở về ấn ngồi xuống mặt ghế hắc hắc đường phong cười vô cùng gian trá chu khê hà vừa bất đắc dĩ lại vừa tức giận cắn răng nói tiểu hoạt đầu nếu có thể giết Đỗ Phong thì còn giữ hắn đến hôm nay làm gì? Chu Khê Hà đã sớm tung trưởng giết chết hắn rồi, không dám không dám, hừ hừ, Chu Khê Hà chỉnh lại sắc mặt, nếu tiểu ca đã biết rõ suy nghĩ trong lòng lão gia hỏa, ta cũng không vòng vo làm gì nữa, chúng ta cứ nói thẳng, xin tiền bối thỉnh giảng, Chu Khê Hà đứng lên, chấp hai tay ra sau lưng đi đến bên cửa sổ, chậm rãi nói, Chu gia chẳng qua là tiểu gia tộc, hiện giờ đắc tội với Đỗ Phong, cầm công pháp của Đỗ gia, chẳng khác nào đắc tội với đổ gia. Đổ phong, giữ lại không được, giết cũng không được, câu nói này hơi khó nghe, đề nghị của mấy đứa con không nên thân của ta đêm hôm đó mặc dù có mất khí tiết, nhưng vẫn có thể xem là một phương pháp hóa giải tai nạn này, nếu gã tiểu điệp cho tên tiểu nhân hèn hạ đó, chu gia ta cũng không còn phiền toái như bây giờ, đường phong cười lạnh nói. Ý tứ của lão gia tử là muốn kết thân với Đỗ gia, Chu Khê Hà xoay người, hừ lạnh nói, ngươi quá coi thường Chu gia ta rồi. Chu gia ta cho dù diệt môn cũng không thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như vậy, dựa vào hy sinh của một tiểu cô nương 15 tuổi để bảo toàn Chu gia, sau này Chu gia ta sao có thể ngẩng mặt lên nhìn đời, sau này Chu Khê Hà ta qua đời làm sao dám đi gặp liệt tổ liệt tông? Ý tứ của tiền bối là, Đường Phong Trần trừ nói, ý tứ của ta là phiền toái hiện tại là do ngươi gây ra, chuyện do ngươi tạo ra thì ngươi phải giải quyết sạch sẽ. Chu Khê Hà cuối cùng cũng lộ ra mục đích cuối cùng chuyện này làm sao lại do ta gây ra đường phong cực kỳ bi phẫn giống như một phụ nữ con nhà lương thiện bị mười mấy tráng hán giày vò hắc hắc nếu như đêm đó ngươi không ra tay chu gia ta cho dù diệt môn cũng chết có ý nghĩa thế nhưng ngươi xuất thủ hiện tại ngươi nói phải làm sao bây giờ không có ai cầu ngươi ra tay là chính ngươi muốn ra tay đấy chứ chu khê hà cười vô cùng gian trá đường phong đập bàn đứng lên lão gia tử đây chính là thái độ chu gia đối đãi với ân nhân cứu mạng hay sao? Lương tâm của ngươi cho cậu ăn hết rồi sao? Cách làm này thì có gì khác biệt với mấy đứa con không nên thân của ngươi chứ? Chương 705, ta xem ngươi muốn giải quyết như thế nào? Chu Khê Hà không hề sợ hãi, đồng dạng cũng đập bàn nói, lương tâm lão tử để cho cậu ăn hết thì thế nào? Ngươi cắn ta sao? Lão gia hỏa cũng không còn sống mấy năm nữa, bây giờ cũng cần cái mặt già này làm gì nữa. Đường phong thiếu chút nữa bị hắn làm cho tức chết. Tục ngữ nói, người có mặt cây có da, lão gia hỏa này không cần đến cả mặt mũi, thật đúng có khí phách. Đi, mẹ kiếp, nếu thiếu gia không đến chu gia các ngươi thì nơi này đã biến thành âm tàu địa phủ rồi. Đường phong thật sự bị chọc tức, không ngờ bọn họ lại có thể đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy. Đợi đã, chu khê hà chết không biết xấu hổ kéo cánh tay đường phong lại, cứng rắn túng chặt không phóng, buông tay. Đường Phong giãy hai cái vẫn không thể thoát khỏi, lão đầu tử này dù lớn tuổi, thể cốt vẫn rất cứng rắn. Đường Phong lại sợ hắn gặp chuyện không may, căn bản không dám dùng lực, không buông, Chu Khê Hà lúc này làm gì còn phong phạm của một người đứng đầu gia tộc. Hoàn toàn giống như một thê tử bị phu quân vứt bỏ, ông chặt cánh tay phu quân không buông, chỉ còn thiếu kêu trời trách đất mà thôi, nếu lão gia hỏa ngươi không buông tay, ta sẽ dùng một quyền đánh vỡ đầu ngươi, Đường Phong vô cùng tức giận cho ngươi đánh, Chu Khê Hà đưa đầu ra, giống như con rùa đen, ương ngạnh tới cực điểm, nhìn lão gia tử Chu gia chì đầu về phía mình, Đường Phong ngược lại bật cười, cũng bất chấp cái gì là kính già yêu trẻ, ngón tay thiếu chút nữa đâm chọc sống mũi đối phương, hưng phấn không tưởng nổi nói, sống lâu như vậy, hôm nay thiếu gia xem như có thêm kiến thức, Chu Khê Hà cười lạnh nói, lớn tuổi cũng là một loại vốn liếng ta thật sự không tin thiếu gia đường gia ngươi dám ra tay đối phó với một lão đầu tử sắp gần đất xa trời. Nếu chuyện này truyền ra ngoài ta xem sau này ngươi làm thế nào có chỗ đứng để sinh sống. Đường phong hít một hơi thật sâu, bình ổn khí huyết quay cuồng trong dây ngực. Lời này của lão gia tử hiển nhiên là đã biết thân phận của mình. Đại khái là chu chính nói cho hắn biết, chu lão gia tử, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì, nói rõ ra trước khi ta bỏ đi. Đường Phong nhìn qua đối phương đang chổng mông cố sức lôi kéo mình, cũng cảm giác có chút bất lịch sự, nói cho cùng đối phương xác thực đã lớn tuổi. Nơi này lại là chu gia, nếu là để người chu gia nhìn thấy, không chừng sẽ phát sinh chuyện hiểu lầm, tiểu ca không đi thật chứ? Chu Khê Hà hỏi lại, thấy Đường Phong nhẹ gật đầu, lúc này mới chậm rãi buông lỏng tay ra, nhưng người vẫn đứng chắn ở lối ra vào phòng, vô cùng cảnh giác liếc nhìn Đường Phong, Đường Phong bị chọc tức, quay người ngồi xuống trước bàn nâng chén trà trước mặt lên uống một hơi cạn sạch. Chu Khê Hà cũng quay lại chỗ ngồi của mình, mỉm cười nhìn đường phong, lại đưa tay vuốt chồng râu bạc trắng của mình, tán thưởng nói, anh hùng xuất thiếu niên, anh hùng xuất thiếu niên, rất giỏi, đường phong dương mắt nhìn hắn, bất lực nói, lão gia tử có chuyện nói gì cứ nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng nữa, được, Chu Khê Hà nghiêm mặt, mở miệng nói, tiểu ca đã nói như vậy, lão đầu tử cứ gây sự với ngươi cũng không đúng cuộc đời tu luyện của ta luôn hành hiệp trượng nghĩa. Ta nghĩ nếu đêm đó đường tiểu ca đã xuất thủ tương trợ thì theo lý cũng không phải loại người lạnh lùng thấy chết không cứu. Tình huống hiện tại của chu gia này, lão già mắt kém như ta cũng có thể nhìn rõ. Đường tiểu ca có lẽ cũng thấy rõ, với thực lực của chu gia, căn bản không cách nào chống lại đổ gia. Nếu đổ gia biết được đổ phong bị đã thương ở đây, hoặc biết được công pháp đổ gia đang trong tay chu gia ta thì tương lai đợi chu gia chính là tai ương diệt môn mà bây giờ người có thể cứu vớt chu gia ta trong nước lửa cũng chỉ có một mình đường tiểu ca ngươi. Chưa nói đến cá nhân tiểu ca có thực lực xuất chúng, chỉ nói đến đường gia bảo sau lưng tiểu ca cũng không phải đối tượng đổ gia có thể dễ dàng treo chọc, đường gia bảo đối với đổ gia mà nói giống như đổ gia đối với chu gia ta. Lão tử mặt dày, kính xin tiểu ca đã giúp người thì giúp cho đến cùng, thay chu gia ta triệt để hóa giải nguy nan này, lão gia tử nói năng rất khẩn thiết, cũng không còn dáng vẻ mặt dày mày dạng như lúc trước. Đường Phong nghe xong thở dài một tiếng nói, lão gia tử muốn ta làm sao bây giờ? Ân oán của hai đại gia tộc không phải có một người ra tay là có thể dễ dàng hóa giải. Lẽ nào ngươi còn muốn ta giết đến đổ gia, diệt môn bọn chúng, không không không, Chu Khê Hà vội vàng khoát tay, Đỗ Phong mặc dù có tội, nhưng cũng không đại diện cho lập trường của đổ gia, Chu gia ta làm sao có thể làm như vậy, tiểu ca có nghĩ tới không, đỗ phong chỉ là một thiên gia trung phẩm đã dám đến chu gia làm càng muốn tàn sát hơn mấy chục người trên dưới của chu gia ta hắn dựa vào cái gì mà càng rỡ như vậy không phải hắn dựa vào thực lực thiên gia trung phẩm mà là chu gia ta thế lực đơn độc nếu chu gia ta có đại thụ che chở đỗ phong hắn còn dám làm càng như vậy hay không đường phong liếc xéo hắn nói lão gia tự muốn cho chu gia trở thành gia tộc phụ thuộc vào đường gia mượn tên tuổi đường gia bảo để uy hiếp đỗ gia chu Kê hà lắc đầu nói chưa nói đến đường gia bảo có thể để ý đến chu gia ta hay không cho dù đường gia bảo có để ý chu gia ta cũng sẽ không trở thành gia tộc phụ thuộc vào người khác mặc dù hiện tại là ngày tháng khó khăn của chu gia nhưng vẫn tự do tự tại một khi trở thành gia tộc phụ thuộc vào người khác vậy thì sẽ bị trói buộc nhiều hơn vậy lão gia tử có ý tứ gì đường phong bị hắn làm cho hồ đồ một hồi muốn tìm đại thụ che chở một hồi lại không đồng ý phụ thuộc vào đường gia bảo Hiển nhiên có chút hiềm nghi tự mình đánh miệng mình, Chu Khê Hà cười tủm tỉm liếc nhìn Đường Phong, ánh mắt đầy ý vị sâu xa, mở miệng nói, đại thụ có thể che chở không chỉ có Đường gia bảo, tiểu ca ngươi không phải cũng là một cây đại thụ sao? Ta, Đường Phong chỉ vào mình, kinh ngạc không thôi, tiểu ca chớ khiêm tốn. Ta đã nghe nói không ít chuyện của ngươi từ chỗ Chu Chính, ngươi có vốn liếng này, huống chi ngươi là đệ tử của Đường gia bảo, cho dù đổ gia không nể mặt ngươi, cũng phải e ngại Đường gia bảo sau lưng ngươi, thì ra đây chính là chủ ý của lão gia hỏa, không muốn Chu gia bị Đường gia trói buộc, cho nên không muốn trở thành gia tộc phụ thuộc vào Đường gia, nhưng cuối cùng vẫn muốn mượn tên tuổi của Đường gia, Đường Phong chẳng qua chỉ có tác dụng trung gian mà thôi, ta vẫn chưa hiểu, Đường Phong bị Chu Khê Hà làm cho mơ màng, mình và Chu gia vốn không thân thiết, làm sao có thể trở thành đại thụ hóng mát của bọn họ? Chu Khê Hà chợt vỗ bàn, ném ra một câu thạch phá kinh thiên, ở rễ chỉ cần đường tiểu ca chịu đến chu gia ta ở rễ chu gia ta coi như trèo lên được cành cao của tiểu ca đổ gia muốn đối phó chu gia cũng phải cân nhắc đường phong vừa nhấp một miếng trà còn chưa kịp nuốt xuống nghe xong những lời này liền phun ra đầy mặt chu khê hà chu khê hà lau mặt cũng không để ý chỉ thành khẩn nói ta biết rõ muốn một nam nhân tới nhà khác ở rễ thật sự rất gian nan nhưng tiểu ca ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu ta dám cam đoan chân trước của tiểu ca vừa rời khỏi chu gia Chân sau của Chu Gia Ta đã bị xóa tên rồi, nói nhăn, Đường Phong vỗ ngực, thiếu chút nữa đã nghẹn thở, sao ngươi có thể mắng người như vậy chứ? Lão gia tử bi phẫn vô cùng, là tiểu ca muốn ta nói thẳng, hơn nữa mặc dù thực lực của tiểu điệp không cao, xuất thân thấp hèn, nhưng vẫn có thừa tư cách làm một tiểu thiếp của ngươi, ta lại không bắt tiểu ca lấy nàng làm vợ. Tiểu ca chê ít sao, Chu Gia Ta hiện tại còn ba khuê nữ chưa lấy chồng nếu như tiểu ca đồng ý thì lấy đi toàn bộ cũng không có vấn đề chu khê hà vô cùng dứt khoát thoáng cái đã quyết định vận mệnh cho ba cô nương chu gia đường phong đang chuẩn bị lời lẽ chính nghĩa khiển trách lão gia hỏa này một trận nhưng lời nói vừa đến bên miệng lại nuốt xuống hắn nghĩ mục đích lần này hắn đến chu gia một phần chính là vì chu tiểu điệp hiện tại chu khê hà đề nghị như vậy há không phải rất hợp lòng mình sao tuy nhiên muốn mình kết hôn với nàng căn bản không có khả năng tiểu cô nương này còn quá nhỏ mới 15 tuổi. Đường phong sao có thể xuống tay cho được. Huống chi mình và nàng lại không quen biết. Mỹ nữ ở đâu cũng có, nhưng trên đời này chỉ có một đôi lung linh thủ mà thôi. Khi đường phong đang trầm tư, Chu Khê Hà còn tưởng rằng hắn động tâm rồi, tranh thủ thời gian thêm mắm thêm muối, rèn sắt khi còn nóng, tiểu ca yên tâm, cô nương Chu gia ta đều như nước trong veo. Chỉ cần tiểu ca thật tình đối đãi với các nàng, các nàng chắc chắn sẽ mang đến cho tiểu ca một nhà hòa thuận. Đường phong nhướng mày, nhìn chầm chầm chu khê hà nói, ta chỉ muốn chu tiểu điệp, lão gia tử sững sờ, vừa vô cùng vui mừng đồng thời lại có chút thất vọng. Nếu đường phong ra sức cự tuyệt, lúc này mới phù hợp với hình tượng hành hiệp trượng nghĩa của hắn trong lòng lão gia tử, nhưng bây giờ hắn đồng ý, chu khê hà tự nhiên có chút thất vọng, tưởng rằng hắn thật sự ham sắc đẹp, tuy nhiên suy nghĩ cẩn thận lại cảm thấy có chút không đúng người thật sự ham mê sắc đẹp sẽ không cự tuyệt mỹ vị đưa tới tận cửa, thế nhưng bây giờ hắn lại cự tuyệt hai cô nương khác, chỉ cần một mình Chu Tiểu Điệp, lẽ nào hắn là người rất một lòng. Chu Khê Hà nhất thời cũng không biết đề nghị này của mình là tốt hay xấu, tuy nhiên suy nghĩ cho toàn bộ Chu gia, đây cũng là bị bất đắc dĩ, nói cho cùng, ấn tượng của Đường Phong với Chu Khê Hà cũng không tệ lắm, nếu Chu Tiểu Điệp thật sự theo hắn, cũng không có gì vĩ khuất, mặt khác ta không thể đến Chu gia ở rễ được đường phong nghiêm túc nói không đợi chu khê hà mở miệng lại nói tiếp chờ ta xử lý xong chuyện phía bên khổ thủy thành ta sẽ dẫn đổ phong tới đổ gia một chuyến hóa giải chuyện lần này của chu gia chu khê hà tao mày trầm ngâm một lát cũng được mặc dù không thể kéo đường phong đến chu gia dù sao cũng lôi kéo được một chút quan hệ với đường gia kết quả này đối với chu gia mà nói cũng không tệ một già một trẻ ở trong phòng mưu đồ bí mật vô sĩ quyết định vận mệnh của một thiếu nữ vô tội sau khi bàn xong Đường Phong cười nói với Chu Khê Hà, duỗi ngón tay chỉ ra ngoài phòng nói, lão gia tử, ta xem lão gia tử giải quyết chuyện này như thế nào. Chu Khê Hà sững sờ, không đợi hắn cảm ứng một phen, cửa phòng đã bị người nào đó đẩy ra, Chu Tiểu Điệp nước mắt ngắn dài xuất hiện ở ngoài cửa, đè nén tiếng khóc, ánh mắt vô cùng thương tâm gắt gao nhìn chầm chầm vào Chu Khê Hà, bờ môi lão gia khẽ nhúc nhích nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào, gia gia người thật xấu xa, Chu Tiểu Điệp dậm chân, quay người bỏ chạy. Tiểu Điệp. Gia gia cũng vì muốn tốt cho con, không muốn gả con cho hạng thương nhân bình thường, Chu Khê Hà ở sau lưng cao giọng hô, Chu Tiểu Điệp làm gì còn để ý, nháy mắt đã chạy mất không còn thấy bóng dáng. Ở ngoài phòng, Chu Chính và Chu Bính đều đồng loạt thở dài. Vừa rồi Đường Phong và Chu Khê Hà cãi lộn lớn như vậy, Chu gia lại chiếm diện tích không rộng, đương nhiên khiến bọn họ nghe được, mấy người vừa chuẩn bị sang đây xem tình hình, nào ngờ vừa đến ngoài cửa phòng đã nghe thấy những lời này. Tiểu tử, ngươi đã sớm phát giác tiểu điệp ở bên ngoài, cố ý hủy mất thể diện của lão tử có phải không?" Chu Khê Hà giận không thể nuốt, bản thân cũng quá chủ quan, một lòng chỉ muốn Đường Phong giúp đỡ, hoàn toàn không chú ý đến tình huống bên ngoài. "Hắc hắc, lão gia tử có thể hại ta, chẳng lẽ ta không thể hại lại được." Đường Phong hoàn toàn không để ý, cho dù lần này bản thân nói cái gì cũng phải mang Chu tiểu điệp đi, hình tượng ác liệt cũng phải ác liệt một chút đợi sau này tiểu cô nương tự nhiên sẽ biết dụng tâm tốt đẹp của mình đường huynh chu chính khó xử nhìn đường phong đường phong đứng lên nói ta đi tìm nàng làm phiền đường huynh rồi chu chính không khỏi thở vào một hơi chu tiểu điệp cũng không chạy xa thậm chí còn chưa rời khỏi chu gia hậu viện chu gia có một hồ nước đường phong tìm thấy nàng đang ngồi ở đây tiểu điệp cô nương cô độc ngồi bên cạnh hồ nước hai tay ôm đầu gối vô cùng ủy khuất bả vai run rẩy từng đợt nước mắt thi nhau chảy xuống Nhìn bóng lưng lặng lẽ hiển nhiên là vô cùng thương tâm, trong lúc nhất thời, Đường Phong cảm giác mình và Chu Khê Hà xác thực quá đáng. Nhưng vì cặp lung linh thủ, Đường Phong vội vàng hạ quyết tâm, nếu không nói như vậy, bản thân căn bản không có cách nào đưa Tiểu Điệp đi. Nói cho cùng thời gian hai người quen biết cũng không dài, mỹ nữ dù yêu anh hùng, nhưng tiếc một mỹ nữ khóc lóc muốn lấy anh hùng cho tới bây giờ đều là cảnh tượng rất ít văn nhân nhà thơ tưởng tượng, hắn đi đến bên cạnh Tiểu Điệp định ngồi xuống. Chu Tiểu Điệp ngẩng đầu lên, cặp mắt ngấn lệ đầy hung dữ trừng mắt nhìn đường phong, hàm răng cắn chặt, cách ta xa một chút, ta căm ghét ngươi, hắc hắc, chương 706, ngươi là đồ tiểu nhân vô sĩ hèn hạ. Da mặt đường phong vốn dày, hiển nhiên không xem ra gì, ân cần nói, Tiểu Điệp cô nương, ta muốn nàng cũng sẽ xem sống chết của những người chu gia kia không ra gì, gia gia của nàng đã muốn đem ngươi cho ta, vậy từ nay về sau ngươi chính là người của ta, vì tồn vong của chu gia, nàng không nên có thái độ này đối với ta, si tâm vọng tưởng, ta sớm đã biết rõ ngươi không phải người tốt lành gì, thì ra ngươi còn hèn hạ vô sĩ như vậy, chu tiểu điệp ta có mắt như mù, mấy ngày trước còn tưởng ngươi là chính nhân quân tử gì đó, bây giờ nhìn rõ bộ mặt thật của ngươi cũng không muộn, muốn ta đi theo ngươi, bỏ cái ý nghĩ đó đi, những lời răng dạy chính nghĩa của tiểu điệp cô nương khiến đường phong phải đỏ mặt, linh kiếp nhang bên trong cương tâm con người cười ngặt nghẽo, đường phong tiện tay nhặt một cục đá, ném xuống mặt nước cục đá bay thẳng đến đầu kia của hồ nước trầm ngâm nói tiểu cô nương nàng biết liệt mã bình thường phải thuần phục như thế nào không hừ tiểu điệp hừ lạnh một tiếng vừa lau nước mắt vừa nghiêng đầu qua một bên không thèm để ý đến đường phong đường phong nói cưỡi trên người liệt mã bất kể nó hung hãn như thế nào có chết cũng không được xuống đợi nó dần dần thích ứng cảm giác trên lưng có người nó sẽ không còn là liệt mã nữa mặc dù chu tiểu điệp không muốn trả lời đường phong nhưng từng lời của đối phương đều truyền vào trong tay của nàng đường phong ta mặc dù còn trẻ nhưng trong nhà đã có ba phòng thê thiếp tính cách các nàng ấy không giống nhau có người ôn nhu dịu dàng lại có người trang nhã hào phóng còn người cuối cùng mặc dù rất nhiệt tình nhưng tính tình không tốt lắm đường phong bẻ bẻ ngón tay các nàng ấy đều là tuyệt sắc mỹ nữ trong đó hai người có cảnh giới thiên giai thượng phẩm chu tiểu điệp như biến lỗ tai mình thành máy xay gió nghĩ thầm tiểu nhân hèn hạ này ngược lại có diễm phúc không tệ nếu mang nữ tử khác về nhà, hai người trước chắc chắn sẽ không có ý kiến gì, nhưng người cuối cùng đoán chừng sẽ nổi ghen, với cá tính cọp cái của nàng, đại khái sẽ tìm mọi cách tra tấn người khác, sai khiến người ta như nha hoàng. một ngày 12 canh giờ chỉ cho ngủ 2 canh giờ, thời gian còn lại phải giặt quần áo, quét rác, nấu cơm, sắc mặt Chu Tiểu Điệp dần dần trắng bệch. Bản thân nàng chẳng qua chỉ là một huyền giai, nếu rơi vào tay con cọp cái thiên giai thượng phẩm kia, khẳng định sống không bằng chết còn chi bằng gả cho thương nhân bình thường, ngày tháng sau này cũng không đến nỗi vất vả, đừng nói nữa, nghe thấy đường phong vẫn còn lãi nhãi, trình bày tính cách khủng bố của con cọp cái kia, chu tiểu điệp vội vàng bịt kín lỗ tai, ra sức lắc đầu, đường phong ho nhẹ một tiếng, trong lòng cũng vô cùng trống rỗng, những lời vừa rồi nếu bị tiểu nhã nghe được, đoán chừng mình cũng khốn đốn, chu tiểu điệp bỗng nhiên xoay đầu lại, hai mắt đẫm lệ nhìn đường phong, khẩn cầu, ngươi có thể nói với gia gia, hủy bỏ chuyện các ngươi vừa ấn định được không? Đường Phong cười sáng lạng, xem kìa, tính cách cương cứng của nàng đã bị mài mòn không ít. Ta tin tưởng nàng sẽ dần dần thích ứng được, Chu Tiểu Điệp tức chết, chỉ hận không thể tung một quyền đập nát mặt Đường Phong. Nhưng khổ nổi thực lực của đối phương quá lợi hại, dù thế nào cũng không thể xuống tay, cảm thấy đã tung đủ mảnh dược. Đường Phong biết rõ lúc này nên cho Chu Tiểu Điệp một tia hy vọng, vì vậy mở miệng nói, yên tâm đi, ta muốn dẫn nàng đi, không phải vì ngươi cái ta muốn chỉ là đôi tay ngươi mà thôi những gì ta nói với lão gia tử chu gia chỉ là giả dối hữu dụng chân chính chính là cái gật đầu của nàng đồng ý đi theo ta chu tiểu điệp khóc ròng nói đôi tay này rút cuộc có gì tốt từ khi để ngươi nhìn thấy ta bắt đầu nhớ mãi không quên nếu ngươi muốn ta sẽ chặt nó ngay cho ngươi nàng không hiểu đường phong đứng dậy chậm rãi lắc đầu đôi tay này là đôi tay tốt nhất chém cũng vô dụng nghe ngữ khí nghiêm túc của đường phong Chu tiểu điệp bất giác cũng dừng thúc thích nỉ non, để đôi tay ra trước mặt quan sát, ngoại trừ bề ngoài nhìn rất đẹp mắt cũng không có chỗ nào khác thường. Trên bầu trời có một con ưng bay qua, truyền đến tiếng chim kêu thanh thúy, đường phong vỗ vỗ bả vai chu tiểu điệp, ngẩng đầu lên nói, nhìn thấy con chim ưng kia không? Trên hàng lông mi công dài của chu tiểu điệp còn rưng rưng nước mắt, nàng khẽ gật đầu, mặc dù thực lực của nàng không cao, nhưng thị lực lại rất tốt, con chim ưng xoay quanh trên không trung cao đến trăm trượng, cũng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên tay đường phong đột nhiên xuất hiện một ngọn phi đao, Chu tiểu điệp kinh ngạc nói, ngươi muốn làm gì? Đường phong khẽ mỉm cười, cổ tay vung lên, cũng không thấy hắn dùng sức như thế nào, phi đao mang theo tiếng xé gió, thoáng qua tức thì, Chu tiểu điệp vội vàng ngẩng đầu, chăm chú nhìn con chim ưng đang bay luyện trên không trung cao trăm trượng, không dám nháy mắt, sau ba giây, trong tầm mắt Chu tiểu điệp, con chim ưng đang bay luyện đột nhiên giống như bị một luồng đại lực đánh trúng, mạnh mẽ dao động ngay sau đó lao từ trên không trung xuống đất, đồng tử chu tiểu điệp phóng đại, nhìn chầm chầm vào vị trí con chim ưng rơi xuống, sau đó mới quay đầu nhìn về phía đường phong, trong nháy mắt vừa rồi, nàng căn bản không cảm nhận được đường phong vận dụng chút cương khí nào, chuyện này cũng chính là nói, ngọn phi đao kia thuần túy dùng bắp thịt và lực tay ném lên không trung trăm trượng, chính xác đánh trúng một con chim ưng không ngừng di động, độ chính xác này quả thực khiến người khác nghe rợn cả người. Phi đao có thể bắn ra xa như vậy sao? nếu là trước kia chu tiểu điệp cũng không dám tưởng tượng nhưng bây giờ chuyện này lại xảy ra trước mắt mình ở đại lục thiên cương hiện giờ thuật ám khí cũng chỉ là đoạn kết của trào lưu người sử dụng ám khí từ trước đến giờ chỉ là hạng tiểu nhân hèn hạ thích đánh lén sau lưng khiến người khác khinh thường nhưng chu tiểu điệp phát hiện nếu ngọn phi đao vừa rồi của đường phong bắn người khác mặc dù không quan minh chính đại vọt tới chính diện chỉ sợ đối phương cũng khó có thể tránh né trong lúc nhất thời Chu Tiểu Điệp chỉ cảm giác trước mắt mình như mở ra một cánh cửa lớn mới mẻ, ngọn phi đao kia trong nháy mắt đã quyết định sống chết của người khác, cũng khiến nàng say mê thích thú, ám khí giết người vô ảnh vô hình, có thể lấy tính mạng người khác cách đó trăm trượng vô cùng dễ dàng, muốn học không? Ngươi có thể làm được tốt hơn, ta có thể làm được tốt hơn, Chu Tiểu Điệp không dám tin liếc nhìn đường phong, bởi vì nàng có đôi tay kia, đường phong nói, Chu Tiểu Điệp đã sớm quên thúc thích nỉ non, ngay người nhìn đường phong, lại nhìn đôi tay của mình bỗng nhiên đôi mi thanh tú của nàng ngưng tụ mạnh mẽ đứng dậy quát đường phong giả thần giả quỷ ta không tin loại tiểu nhân vô sĩ như ngươi ngươi có thể làm được trình độ này là vì ngươi có cảnh giới thiên giai làm cơ sở hừ nói thế nào ta cũng sẽ không đi theo ngươi nàng vừa nói vừa tức giận chạy mất nhìn theo bóng lưng của nàng đường phong chậm rãi lắc đầu mặc dù dẫn dụ vừa rồi không thành công nhưng khẳng định cũng đã chôn xuống một hạt giống trong lòng Chu Tiểu Điệp, chỉ cần cơ hội phù hợp, đánh thức hạt giống này, tạo cơ hội cho nó lớn lên, đến lúc đó, Chu Tiểu Điệp chẳng khác nào vật trong lòng bàn tay. Đường Phong đột nhiên phát hiện mình rất có tiềm chất lừa gạt, ngọn phi đao vung ra trăm trượng, mặc dù hắn không sử dụng cương khí, nhưng lực cánh tay và lực bắp thịt lại không thiếu, nếu đổi lại là Chu Tiểu Điệp, cho dù tu luyện tới thiên giai cũng không làm được trình độ này. Mấy ngày tiếp theo, đám người chu gia càng tỏ ra nhiệt tình với đường phong nhất là lão gia tử chu gia và hai cha con chu bính nghiễm nhiên đã chiêu đãi đường phong nhiệt tình như rễ hiền đường phong cũng không nói ra tùy ý để bọn họ muốn làm gì thì làm công phu không phụ lòng người sau nửa tháng đường phong đến chu gia cuối cùng đã có tin tức của thương hàng đình cũng không thể trách hiệu suất làm việc của chu chính quá thấp thật sự là vì mấy ngày nay chu gia xảy ra không ít chuyện hơn nữa nhân khẩu vốn thưa thớt nhân thủ có thể phái đi đều đã phái đi cả. Dựa theo manh mối đường phong cung cấp trước đó, Thương Hàng Đình lúc trước được gả cho một gia tộc họ lưu, cho nên Chu Chính vừa bắt đầu đã chú ý đến thương gia họ lưu ở khổ thủy thành, thế nhưng cuối cùng lại không tìm ra manh mối, rơi vào đường cùng. Chu Chính chỉ có thể đặt mục tiêu ở các cấp độ thấp hơn, điều tra từng người họ thương và họ lưu ở khổ thủy thành. Nửa tháng trôi qua cuối cùng đã tìm ra manh mối. Khi Chu Chính kích động thông báo tin tức này cho Đường Phong, Đường Phong cũng không khỏi có chút kích động. Một ngày nào đó độc tố trong cơ thể còn chưa được giải trừ, ngày đó hắn vẫn chưa an tâm. Khi Đường Phong đang chuẩn bị đi cùng Chu Chính tìm người có tin tức đó, lại đột nhiên cảm giác vài luồng khí tức khá mạnh bất ngờ kéo tới bên ngoài cửa chính Chu gia. Ngay sau đó, cửa lớn Chu gia bị người ta đá vỡ, tiếng gầm giận dữ truyền đến, toàn bộ người của Chu gia cút ra đây cho ta. Đường Phong nhướng mày, có chút nghi hoặc nhìn qua Chu Chính, Chu Chính cũng giữ vẻ mặt mê mang hiển nhiên không biết người nào đến chu gia làm càng, nghe thấy tiếng hét phẫn nộ, tất cả mọi người ở chu gia đều bắt đầu hành động, Đường Phong nói với Chu Chính, chúng ta đi xem, đi ra phòng ngoài, chỉ thấy hơn 10 người chu gia dưới sự dẫn dắt của Chu Khê Hà, đứng trong đình viện, ở chỗ cửa lớn có mấy người ăn mặc kỳ lạ, cầm vũ khí đứng ở đó, người cầm đầu lạnh lùng liếc nhìn Chu Khê Hà đánh giá, trên mặt có vẻ tức giận, mở miệng hỏi, ngươi chính là gia chủ chu gia, Chu Khê Hà cau mày nói, đúng vậy, không biết mấy vị bằng hữu đến chu gia ta làm gì, người nọ cười lạnh một tiếng nói, các ngươi đã thương giam giữ đệ tử đổ gia ta, ngươi nói chúng ta tới làm gì, nghe vậy chu khê hà biến sắc, thân hình kịch liệt run rẩy, không phải hắn sợ, mà là phẫn nộ. Ánh mắt sắc bén giống như chim ưng, nhìn lướt qua đám người xung quanh mình, trầm giọng nói, được, được, ai làm thì đứng ra, đổ phong đến chu gia gây sự, bị đường phong đã thương, sau đó nhốt ở chu gia, việc này chỉ có người trong chu gia mới biết được tin tức không vô duyên vô cớ rơi vào tay đỗ gia khả năng duy nhất chính là có người trong nội bộ mật báo với đỗ gia mà người này ngoại trừ những người ở đây thì không còn người nào khác tất cả đều là họ chu đều là người một nhà sau khi phát giác ra điều này chu khê hà làm sao không tức giận cho được chu khê hà ném ánh mắt đầu tiên về phía tam thúc chu hầu của chu chính ánh mắt sắc bén giống như một thanh đao nhọn cắt trên mặt chu hầu chu hầu vội vàng kêu oan Cha, mặc dù thực lực hài nhi yếu ớt, cũng không làm chuyện bán rẻ gia tộc, trước họa vào thân như vậy, biểu lộ trên mặt hắn vô cùng thê lương, hiển nhiên không giống đang nói dối. Chu Khê Hà quét mắt liếc nhìn tất cả đám thúc bá của Chu Chính, dù sao biểu hiện vài ngày trước đó của bọn họ cũng không được tốt đẹp, nếu có người muốn mật báo với đổ gia thì chỉ có thể là những người này. Nhưng quét mắt một vòng, cũng không phát hiện ra chỗ nào dị thường chỗ, người bình thường làm việc trái lương tâm, trong lòng lú nào cũng cảm thấy bất an, một khi trong lòng đã bất an sẽ biểu hiện ra ngoài, nhãn lực của Chu Khê Hà vô cùng sắc bén, chỉ cần trong lòng người nào đó ở đây có bất an, làm sao hắn lại không nhìn ra, thế nhưng ánh mắt của đám người Chu gia mặc dù hoảng sợ, nhưng lại không có người nào lùi bước, thẳng thẳng đón nhận ánh mắt của hắn, không hề trốn tránh, lại suy nghĩ đến tính cách của những người này, nhát gan sợ phiền phức, gia tộc nhỏ yếu sớm đã tiêu diệt nhiệt huyết tuổi trẻ của bọn họ, nếu không phải trước đó vài ngày đổ phong giết đến chu gia, bọn họ cũng sẽ không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như vậy, với cá tính của bọn họ, có lẽ sẽ không mật báo với đổ gia, treo chọc ra phiền toái lớn hơn, những người này đã không như vậy, hai cha con chu chính lại càng không, kỳ quái. Chu Khê Hà Cao Mày, đã không có người mật báo, vậy tại sao người của Đỗ Gia lại biết được tình huống bên này, bọn hắn cũng không phải thiên lý nhãn người thính tai. Chu Khê Hà đang trầm tư, người tới cũng không còn kiên nhẫn được nữa, bọn hắn nhận được tin tức Đỗ Phong bị nhốt ở đây, mặc dù Đỗ Gia không phải gia tộc quá lớn ở Linh Mạch Chi Địa, nhưng cũng không phải tiểu gia tộc kinh thương có thể dễ trêu chọc, nếu truyền ra ngoài chuyện đệ tử của gia tộc mình bị nhốt thì sẽ thế nào? Mấy người bọn họ vô cùng lo lắng chạy đến đây dự định khởi binh hỏi tội, nhưng không ngờ Chu Khê Hà lại không để ý đến bọn họ, người cầm đầu đổ gia lạnh lùng nói, lão đầu tử, giao tên đệ tử đổ gia ta ra đây. Chu Khê Hà quay đầu, tận lực thu liễm tức giận trong lòng, mặc dù sau lưng có đường phong làm chỗ dựa, nhưng Chu Khê Hà cũng không thể đẩy tất cả mọi chuyện trong cậy vào người khác, nếu lần này có thể giải quyết hòa bình thì tốt nhất, chương 707, ai bán rẻ Chu Gia. Sau khi trầm ngâm một lát, Chu Khê Hà vẫn dự định dùng đầu đuôi câu chuyện nói rõ ràng với người đến, vị huynh đệ đổ gia này, đệ tử đổ phong của quý tộc đúng là ở Chu Gia ta, mặc dù có vết thương nhỏ nhưng không đáng ngại. Có thể để lão phu nói trước mấy câu được không? Ngươi bớt sàm ngôn đi, người tới nổi giận đùng đùng, Chu gia ngươi đã thương đệ tử đổ gia ta, thậm chí còn nhốt hắn ở đây, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngươi thân là gia chủ Chu gia, tràn buộc bất lực, nếu đổ phong sát thực chỉ có vết thương nhỏ, chuyện này xem như bỏ qua, nếu có gì ngoài ý muốn, ngươi hãy tự vẫn trước mặt chúng ta mà tạ tội. Trên mặt Chu Khê Hà bất giác cũng tràn đầy tức giận, hắn đã lớn tuổi như vậy, phải vứt bỏ bối phận và tư thái, nói lời dễ nghe như vậy cũng không dễ dàng gì, nhưng đối phương căn bản không lĩnh tình, thậm chí còn nói ra lời muốn hắn tự vẫn, thật sự khiến người khác đau lòng, trên đời này còn có loại mỹ đức kính già yêu trẻ nữa không? Trong cơn tức giận, Chu Khê Hà nói, lỗi trong việc này không phải do Chu gia ta, mà là tên đệ tử đổ gia các ngươi ương ngạnh muốn đánh cược với đệ tử Chu gia ta, hắn thua cuộc bản công pháp còn có thể trách ai? bản công pháp kia chu gia ta căn bản chưa từng liếc qua cũng không có ai tu luyện chu gia ta có thể trả lại bản công pháp cho các ngươi chỉ hy vọng công pháp gì người tới nheo mắt mở miệng hỏi chu khê hà kìm hãm lại bất giác ý thức được hình như mình nói quá nhiều nhưng chuyện liên quan đến công pháp đổ gia cho dù mình không nói giấy không bọc được lửa cuối cùng đối phương cũng sẽ biết được người tới cười u ám mở miệng nói ngươi nói là đỗ phong thu cục một bản công pháp cho nên mới phải đến chu gia các ngươi sinh sự sau đó bị các ngươi đã thương nhốt lại lão tử cũng là bất đắc dĩ chu khê hà khẽ gật đầu thì ra là thế người tới giờ mới hiểu được tại sao một gia tộc buôn bán nhỏ bé lại dám động đến người của đỗ gia còn đỗ phong tại sao lại chạy đến nơi này bọn hắn cũng chỉ nhận được tin tức đỗ phong bị nhốt ở đây còn nguyên nhân căn bản không hề biết được bây giờ nghe chu khê hà nói dăm ba câu cuối cùng cũng hiểu rõ tất cả căn nguyên dẫn đỗ phong ra đây người tới dùng ngữ khí hòa hoãn nói với chu khê hà chu khê hà quay đầu nhìn chu bính chu bính nhanh chóng quay người đi vào trong chu gia khi chờ đợi cả hai bên đều không mở miệng nói chuyện chu khê hà đang không ngừng suy tư nên giải quyết chuyện hôm nay như thế nào đồng thời cũng quan sát thần sắc của người tới nhưng căn bản không nhìn ra manh mối gì ở phía sau đường phong và chu chính cũng đang lách vào bên trong chu tiểu điệp cũng cùng chạy tới từ sau ngày hôm đó tiểu điệp cô nương không nói với đường phong một câu nào Chu chính hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, tìm kiếm mục tiêu khả nghi trong đám thúc bá của mình nhưng không thu hoạch được gì, chỉ có thể mở miệng hỏi Chu Tiểu Điệp, "Tiểu muội, ngươi xem kẻ nào là người bán rẻ chu gia chúng ta?" Chu Tiểu Điệp cũng quan sát thật lâu, nghe vậy lắc đầu nói, "Nhìn bề ngoài đều không giống, bọn người tam thúc mặc dù không có cốt khí, nhưng chính vì không có cốt khí, cho nên mới càng không dám làm ra loại chuyện như vậy, rốt cuộc là ai chứ?" Đường Phong ở bên cạnh nhéo nhéo mũi nghĩ thầm kẻ bán đứng chu gia các ngươi xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, chỉ là các ngươi không nghĩ tới mà thôi. Đường Phong cũng không phải người bán đứng, mà chỉ tìm người đi truyền tin tức kia cho đổ gia mà thôi. Hôm đó mặc dù hắn đã đồng ý với Chu Khê Hà giúp đỡ Chu gia giải quyết kiếp nạn này, nhưng thật ra là lười mang Đỗ Phong tới đổ gia một chuyến, ngàn dặm buông ba, đường xá xa xôi, gọi bọn họ chạy tới còn tốt hơn. Hơn nữa, vừa vặn có thể mượn cơ hội lần này khiến chu tiểu điệp cam tâm tình nguyện ra đi với mình việc này vô cùng xấu xa cho nên đánh chết đường phong cũng sẽ không đứng ra chủ động thừa nhận chuyện xấu ai cũng có thể làm nhưng cũng không phải ai cũng có tư cách làm nếu đường phong không có thực lực bảo hộ an toàn cho cả nhà chu gia thì hắn chính là tội nhân nhưng hắn lại có thực lực này hai chuyện này hoàn toàn khác nhau nói dễ nghe một chút đây là một loại thủ đoạn một loại mưu đồ nhằm vào chu tiểu điệp không bao lâu, Chu Bính dẫn theo Đỗ Phong đi ra, Đỗ Phong cũng không bị trọng thương, nhưng lại bị từng đạo khóa sắt trói chặt, hơn 10 ngày không thấy mặt trời, lúc này nhìn dáng hình có vẻ tiều tụy, thần sắc tiêu điều, ánh mặt trời rất chói chang, Đỗ Phong bị Chu Bính áp giải, nheo mắt nhìn đường, hắn cũng không biết Chu Bính muốn làm gì, khi đang lo lắng chợt liếc nhìn thấy người của Đỗ gia đang đứng trước mặt Chu Khê Hà, ánh mắt Đỗ Phong bất giác co rụt, bước chân đột ngột dừng lại, một ngụm nước đắng tràn ra bên ngoài chỉ hận không thể tìm thấy cái lỗ chui xuống. Hắn cũng không phải cố kỵ thể diện của mình, mà là vì chính mình lấy công pháp đổ gia ra đánh cuộc, gia tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình. Khi hắn đang chuẩn bị rút vào trong đám người, người tới lại quát to một tiếng, đổ phong, bị người đó gọi đích danh, đổ phong cũng chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước, dùng sức giãy dụa thoát khỏi trói buộc của Chu Bính, lão đảo chạy đến trước mặt người tới, kêu trời trách đất, vĩ khuất vô cùng, tứ sư thúc, ngươi phải thay ta làm chủ đám người chu gia kia lại dám đã thương, giam giữ ta, không hề nể mặt đổ gia, như vậy chẳng khác nào gây hấn với uy nghiêm của đổ gia ta, tứ sư thúc ngươi phải giết sạch toàn bộ những người này. Biểu hiện lúc này của Đỗ Phong giống như vợ bé nhận hết ủy khuất nhìn thấy người nhà mẹ đẻ, tìm mọi cách khóc lóc kể lễ, thỏa thích trình bày ủy khuất của mình để tranh thủ lòng đồng tình. Người tới lạnh lùng liếc nhìn đổ Phong, chờ hắn nói xong, lúc này mới đá một cước lên người hắn, cười lạnh nói, giết sạch bọn chúng để diệt khẩu che giấu hành vi phạm tội tự truyền công pháp đổ gia của ngươi sao? đổ Phong bị đạp một cước lão đảo, một tia may mắn cuối cùng cũng không còn sót lại chút gì, ngập ngừng nói, tứ sư thúc, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Ta không nên hành động theo cảm tình, lấy công pháp ra đánh cược. Thế nhưng sau đó ta cũng lập tức chạy tới nơi này giải quyết hậu quả, chỉ cần giết sạch những người này, công pháp đổ gia ta cũng sẽ không bị người ngoài biết được. Chương 708, làm ác nhân đến cùng giải quyết hậu quả, tứ sư thúc đổ gia chỉ tiết rèn sắt không thành thép, liếc nhìn đổ phong nói, nhìn bộ dạng bây giờ của ngươi xem, bị người ta trói ở đây, ngươi giải quyết hậu quả như vậy sao? Nếu ngươi có thể giết sạch những người này thì cũng thôi đi, nhưng ngươi lại không có bản lĩnh này. Ngươi đã làm mất thể diện của đổ gia, đổ phong xấu hổ không chịu nổi, sắc mặt đỏ bừng, tứ sư thúc đổ gia chậm rãi rút thanh kiếm trên tay mình, đi đến trước mặt đổ phong, lạnh lùng liếc nhìn hắn nói. Đỗ Phong, ngươi biết quy củ của Đỗ Gia rồi đấy, người tự truyền công pháp giết không tha. Niệm tình ngươi những năm qua không mắc tội gì lớn, tạm thời lưu lại cái mạng ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống lại khó tha, nếu không giáo huấn cho ngươi một trận làm sao kẻ dưới còn phục tùng, cảm giác được sát cơ trong mắt tứ sư thúc, toàn thân Đỗ Phong bất giác run rẩy, vội vàng quỳ xuống trước mặt hắn, dập đầu như băm tỏi, tứ sư thúc hạ thủ lưu tình, người giáo huấn ta cũng sẽ chỉ làm người khác nhìn thấy chê cười. Đỗ Phong ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng công pháp đổ gia lại nằm trong tay Chu gia, nếu không lấy lại, a, à, Đỗ Phong còn chưa nói hết, mọi người đã nhìn thấy thanh lợi kiếm trên tay tứ sư thúc Đỗ gia phát ra mấy đạo kiếm quang trong không trung, cùng với tiếng kêu la thảm thiết của Đỗ Phong, chỗ mắt cá chân và hai cổ tay hắn đã phun ra một luồng máu tươi, đám người Chu gia nhìn thấy mà trong lòng run sợ, Chu Khê Hà càng cau mày, hắn đã phát giác được chuyện hôm nay sự khó có thể giải quyết êm đẹp, chỉ bằng một kiếm đã cắt đứt gân tay gân chân của Đỗ Phong. Sau khi làm xong, tứ sư thúc đổ da lạnh lùng liếc nhìn Đỗ Phong không ngừng run rẩy trên mặt đất, nói với người bên cạnh, dẫn hắn đi chữa thương. Vâng, ở bên cạnh lập tức có một người thoát ra, ông lấy Đỗ Phong lui sang một bên, cởi bỏ khóa sắt cho hắn, lấy đan dược từ trong lồng ngực ra thoa lên vết thương, nhưng gân tay gân chân đã bị cắt đứt. Cho dù rịch thuốc cũng không làm nên chuyện gì, sau khi trị lành thương thế, Đỗ Phong cũng chỉ là một tên phế nhân mà thôi, phế vật, không cần ngươi nói, đương nhiên Đỗ Nhập Vi ta sẽ không để công pháp Đỗ Gia truyền ra hậu thế bên ngoài, tứ sư thúc đổ Gia vung những vết máu còn sót lại trên trường kiếm, xoay đầu lại nhìn Chu Khê Hà, ánh mắt như băng, công pháp ở đâu, Đỗ Nhập Vi lạnh lùng hỏi thăm, Chu Khê Hà sờ tay vào ngực, lấy bản công pháp Đỗ Gia ra, hắn vốn sớm không muốn dính vào củ khoai lang bỏng tay này, lúc này đương nhiên rất nhanh chóng ném về phía đỗ nhập vi đỗ nhập vi đưa tay tiếp nhận tùy tiện nhìn mấy lần sau khi xác định không sai liền vận cương khí công pháp trên tay lập tức đốt thành tro bụi chu khê hà vẫn cảnh giác động tác của đối phương mặc dù đã ném trả công pháp nhưng vẫn chưa buông lỏng lúc này cất cao giọng nói công pháp đã hoàn trả mời các vị quay về điều này hiển nhiên là đuổi khách nhưng đỗ nhập vi cũng không nhúc nhích chỉ ngẩng đầu nhìn chu khê hà khẽ cười một tiếng nói thế nào Chu gia chủ cho rằng việc này có thể giải quyết như vậy sao? Chu gia ta chưa từng xem qua bản công phá này. Huống chi lỗi trong chuyện này cũng không phải do Chu gia. Chu gia chỉ là nhà buôn bán, vô tình có vướng mắc với Đổ gia. Chu khe hà mặt không đổi sắc. Đổ nhập Vi chậm rãi lắc đầu. Ai là người có lỗi không quan trọng, quan trọng là đệ tử Đổ gia bị các ngươi đã thương, còn giam giữ rất nhiều ngày. Đổ Phong là người của Đổ gia ta, sinh tử của hắn do Đổ gia ta quyết định còn chưa tới phiên người ngoài nhúng tay vào, nếu chuyện này truyền đi, đổ gia ta còn biết ngẩn mặt nhìn ai. Húng chi, công pháp ở trong tay các ngươi nhiều ngày như vậy, ai biết các ngươi có xem qua hay không, ngươi muốn như thế nào, Chu Khê Hà lạnh lùng nói, mặc dù sớm biết việc này không thể giải quyết dễ dàng như vậy, nhưng không ngờ đối phương lại bất chấp đạo lý như thế, người chết vĩnh viễn sẽ không tiết lộ bí mật. Thấy các ngươi là nhà buôn bán, thực lực không cao, ta cũng không khi dễ các ngươi, trong đám đệ tử ta dẫn theo sẽ tùy tiện chọn ra một người, các ngươi có thể cùng tiến lên, sinh tử tự chịu, các hạ muốn giết người diệt khẩu, Chu Khê Hà vô cùng tức giận, chính xác là như vậy, Đỗ Nhập Vi cười lạnh, thò tay chỉ vào một người có thực lực thấp nhất trong đám đệ tử dẫn theo nói, A à Lộc, ngươi đi tiếp bọn hắn, vâng, sau lưng Đỗ Nhập Vi lập tức xuất hiện một đệ tử đổ ra thậm chí chưa chào hỏi đã vọt tới bọn người Chu Khê Hà, càng rỡ, Chu Khê Hà quát một tiếng, song trưởng nên tiếp, Chu Bính cũng vội vàng thoát ra, đánh vào eo người đến, tràn diện lập tức trở nên hỗn loạn, những người còn lại của Chu gia ngoại trừ hai người Chu Khê Hà và Chu Bính là thiên giai hạ phẩm, còn lại mấy thúc bá của Chu Chính cũng chỉ có tu vi địa giai mà thôi, người xông đến có thiên giai trung phẩm, mặc dù cùng cảnh giới với Đỗ Phong nhưng thực lực cao hơn Đỗ Phong một ít, hôm đó một mình Đỗ Phong đã quấy nhiễu Chu gia không yên, huống chi hiện tại lại là người tên A Lộc này. A Lộc bị đám người Chu gia vây quanh, vẻ mặt vẫn bình thản chỉ cần phòng bị sát chiêu của chu khê hà và chu bính là được giữa lúc phòng ngự liên tiếp hạ sát thủ với mấy vị thúc bá của chu chính nếu không phải chu khê hà và chu bính nghĩ cách cứu viện kịp thời chỉ cần trong ba chiêu đã có người ngã xuống mặt đất cho dù như vậy tràn diện của đám người chu gia cũng vô cùng nguy hiểm phía sau đám người chu chính nóng lòng muốn gia nhập vòng chiến nhưng người của mình quá nhiều địch nhân lại chỉ có một thử một hồi lâu căn bản không thể nhúng tay vào gấp đến độ cứ dậm chân tại chỗ. Trên tay đường phong lặng lẽ cầm một ngọn phi đao, chỉ chờ thời khắc nguy cấp liền xuất thủ cứu giúp. Hắn là người gọi đổ gia đến, cũng không phải vì bản thân muốn kiếm danh tiếng gì, chuyện mấu chốt nhất hiện giờ vẫn chưa làm. Chu Tiểu Điệp đứng cạnh đường phong, ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt vừa có ý cầu xin vừa phẫn nộ. Một lúc lâu, Chu Tiểu Điệp mới thò tay bấm một cái vào cánh tay đường phong, dậm chân nói, Trước cuộc ngươi có cứu hay không? mặc dù không biết tại sao nhưng chu tiểu điệp lại có một trực giác nhạy cảm bây giờ người có thể hóa giải nguy cơ của chu gia chỉ có một mình đường phong chu tiểu điệp vẫn chưa thể quên cảnh tượng hắn đánh ngã đổ phong xuống mặt đất hôm đó đường phong quay đầu nhìn nàng mở miệng nói ta cứu được nhất thời nhưng có cứu được cả đời hay không lần này là đổ Gia đến gây phiền toái ta đuổi bọn chúng đi chờ sau khi ta đi lại có người đến tìm chu gia gây phiền toái nàng có thể tìm ai cứu giúp đây Chuyện sau này để sau hãy nói, nếu ngươi không xông lên, phụ thân và gia gia sẽ bị thương. Chu Tiểu Điệp nóng ruột muốn chết, ta và Chu gia không quen không biết thân, lần trước đã ra tay cứu một lần, lần này dựa vào cái gì mà ra tay, dù sao cũng đã làm ác nhân, dứt khoát phải ác nhân đến cùng. Chu Tiểu Điệp hận không thể gõ đầu Đường Phong một cái, nhưng nàng căn bản đánh không lại hắn, tiểu cô nương, cầu người không bằng cầu mình. Nếu nàng có thực lực cường đại, chỉ là một đỗ gia nhỏ bé làm sao dám đến gây phiền toái chứ đường phong ân cần khuyên bảo chu tiểu điệp cắn chặt môi oán hận nhìn đường phong ta có thể cho nàng thực lực bảo vệ gia tộc mình nhưng phải xem bản thân nàng có muốn hay không đường phong cố tình rèn sắt khi còn nóng ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì chu tiểu điệp tức giận trừng mắt nhìn đường phong muốn ta đi với ngươi đợi kiếp sau đi không tệ không tệ có khí tiết có cốt khí thiếu gia rất thích đường phong thay đổi ngữ khí nhìn chiến trường nói trong ba giây tam thúc của ngươi sẽ bị đã thương lời chưa nói hết chu hầu đã bị trúng một cước của a lộc đổ ra trực tiếp bay ra ngoài vòng chiến ngã xuống đất thở hổn hển một lúc lâu vẫn không đứng lên được yên tâm không chết được kế tiếp là nhị thúc nàng lời nói của đường phong giống như lời tiên đoán không ngừng vang lên bên tai chu tiểu điệp quả nhiên nhị thúc của chu tiểu điệp cũng đồng dạng giống chu hầu bay ra khỏi vòng chiến cùng với một tiếng kêu thảm thiết té ngã trên mặt đất không bao lâu sau trong vòng chiến ngoại trừ Chu Khê Hà và Chu Bính, những người khác đều bị đánh bay ra ngoài. Thực lực của A Lộc mặc dù cũng có thiên giai trung phẩm, nhưng dù sao bị nhiều người vây công như vậy, cho dù muốn hạ tử thủ cũng có chút khó khăn, cho nên các thúc bá của Chu Chính dù bị thương, thực sự vẫn không nguy hiểm đến tánh mạng. Tiểu Miêu tiểu cẩu đã giải quyết xong, phụ thân và gia gia nàng cũng chống đỡ không được bao lâu nữa. Đường Phong tiếp tục tàn phá phòng tuyến tâm lý của Chu Tiểu Điệp, không có những người khác hỗ trợ, Hai thiên giai hạ phẩm giao đấu với một thiên giai thượng phẩm, thật sự có chút gian nan. Nhìn thấy Chu Bính vì nghĩ cách cứu viện lão gia tử mà rơi vào bên trong mảnh công của A Lộc không cách nào ngăn cản, Chu Tiểu Điệp tự hồ nghiến răng nghiến lợi kêu lên, "Được rồi, ngươi nhanh ra tay đi, ta đi với ngươi." Ngoan lắm, Đường Phong lộ ra một nụ cười sáng lạng với Chu Tiểu Điệp, "Sớm như vậy thì tốt rồi." Chu Tiểu Điệp cừu thị trừng mắt nhìn hắn, Đường Phong không để bụng, thân hình lóe lên, xông vào trong vòng chiến trong vòng chiến, Chu Bính ngăn cản công kích hung mảnh của A Lộc, đang cảm giác không thể tiếp tục, khi sắp sửa bị thương, thân thể đột nhiên nhẹ bổng, ngay sau đó bị người khác kéo về, một tay xuyên ra bên cạnh hắn, đón nhận song trưởng của A Lộc, một tiếng ầm vang lên, đường phong không chút sức mẻ, A Lộc lại như bị sét đánh, cả người thất tha thất thểu thối lui ra sau mấy chục bước, khó khăn lắm mới ổn định được thân hình, tiểu tử thối, lão gia tử sắp chết, người mới chịu ra tay. Chu Khê Hà tức giận đến mức chồng râu run rẩy, hắn có ý định muốn kêu Đường Phong hỗ trợ, nhưng lại sợ khiến Đường Phong không vui, cho nên một mực chịu đựng không lên tiếng. Đường Phong cho tới bây giờ mới ra tay, hắn đương nhiên không nhịn được muốn oán thầm vài câu, không phải còn chưa chết sao? Đường Phong cười cười, nên tiếp ánh mắt của A Lộc, ông quyền nói, "Đỗ huynh, lại gặp mặt, chuyện này cũng không có gì trùng hợp." Người đệ tử đổ gia tên là A Lộc này chính là người mà Đường Phong đánh rớt lôi đài trong thi đấu gia tộc. Nếu hắn là đệ tử Đỗ Gia, lần này đến Chu Gia cũng không có gì kỳ quái. Nghe thấy thanh âm quen thuộc, lại nhìn khuôn mặt của Đường Phong, A Lộc không khỏi biến sắc. Ngày đó cương khí hộ thân của mình bị Đường Phong phá vỡ trong 3 giây, trực tiếp ngã xuống lôi đài. Cảnh tượng mất mặt đó sớm đã khắc sâu trong xương tủy A Lộc. Có thể nói, A Lộc hiện tại nhìn thấy Đường Phong giống như chuột thấy mèo, hận không thể quay người bỏ đi. Trong nháy mắt Đường Phong xông ra, ánh mắt sắc bén của Đỗ Nhập Vi liền tập trung vào hắn lúc này nhìn thấy biểu lộ của A Lộc, đổ nhập vi nhướng mày, không biết tại sao người đệ tử của gia tộc mình lại sợ hãi như vậy, Chu gia vẫn có cao thủ như thế. Chẳng trách đổ phong bị các ngươi đã thương, đổ nhập vi hừ lạnh một tiếng, lúc trước hắn vẫn còn cảm thấy kỳ quái, với thực lực mà những người Chu gia biểu hiện ra, căn bản không có khả năng giam giữ đổ phong ở đây, hiện tại thấy đường phong xuất hiện, hắn mới hiểu rõ. Nhưng công pháp ẩn nấp của người này thật sự rất ghê gớm, bản thân hiện nay là một thiên giai thượng phẩm cũng không phát hiện ra sự tồn tại của hắn nghĩ đến đây đỗ nhập vi bất giác có chút cảnh giác quay đầu nhìn thoáng qua a lộc nói ngươi quen vị đệ tử chu gia này sao a lộc ngượng ngùng lấy tay che ngực đáp hắn không phải đệ tử chu gia hắn là đệ tử đường gia tên gọi là đường phong đường phong sắc mặt đỗ nhập vi cũng biến đổi hiện tại tên tuổi đường phong thật sự quá lớn lớn đến mức bản thân hắn không muốn biết cũng không được, đệ nhất cá nhân trong thi đấu gia tộc, dẫn đầu năm vị đệ tử đường gia cướp lấy thành tích gia tộc đệ nhất. Trong chiến đấu lôi đài lại khiến ba vị thiên giai thượng phẩm không chiến tự bại, thiên tài Bố gia là Bố Liên Chu còn khuất nhục hơn, bị hắn chính diện đánh bại, những tin tức này cùng với kết quả thi đấu giống như có thêm đôi cánh, truyền khắp toàn bộ linh mạch chi địa, người của Chu gia ngoại trừ Chu Khê Hà biết được thân phận của Đường Phong từ miệng Chu chính những người khác vẫn mãi lo lắng chuyện đổ phong và công pháp đổ gia, cho nên ngược lại không biết gì. Hắn chính là đường phong, mặc dù đã mơ hồ phát giác, nhưng đổ nhập vi vẫn không dám chắc chắn. Sau khi liếc nhìn đường phong đánh giá, lại nhìn A Lộc hỏi, A Lộc hít mũi khẽ gật đầu. Trận bại trận thê thảm nhất của hắn từ khi sinh ra đến nay chính là trong tay đường phong. Đường phong có hóa thành cho hắn cũng có thể nhận ra, đổ nhập vi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn thật sự không rõ tại sao một nhân vật nổi tiếng như vậy lại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn bị mình chọc phải. Chương 709, hậu nhân của Độc Vương. Thiên tài Bố gia Bố Liên Chu đó là hung danh cỡ nào? Bối phận của Đỗ Nhập Phi mặc dù cao hơn Bố Liên Chu một đoạn, nhưng tự hỏi với thực lực của mình, tuyệt đối không thắng được Bố Liên Chu. Đường Phong ngay cả Bố Liên Chu cũng đánh thắng được, muốn thắng mình khẳng định không có vấn đề, hơn nữa Đường gia bảo sau lưng hắn cũng không phải đối tượng đổ gia có thể dễ dàng trêu chọc. Chuyện hôm nay sợ rằng phải hợp kế một phen, nghĩ tới đây, đổ nhập vi vội vàng bày ra tư thế tươi cười, Ông quyền nói với đường phong, thì ra là tuấn tài của đường gia bảo, đổ mổ có mắt không trồng, kính xin đường phong huynh để chớ trách, những lời này vừa thốt ra, toàn bộ chu gia đều đứng yên tại chỗ, ngay cả chu lão gia tử cũng chấn động một phen, vừa rồi đổ nhập vi ngang ngược càng rỡ như thế nào, không coi ai ra gì như thế nào nhưng bây giờ lại chủ động kéo vứt bỏ bối phận xưng huynh gọi đệ với đường phong tiểu tử này có năng lực lớn như vậy sao lão gia tử ngạc nhiên không thôi về phần các thúc bá của chu chính miễn cưỡng bò dậy từ trên mặt đất vứt bỏ vui sướng chỉ còn lại kinh ngạc bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới bằng hữu mà chu chính kết bạn bên ngoài lại xuất thân từ đường gia bảo chuyện này thật đúng trèo lên cành cao thấy gió bẻ lái bắt nạt kẻ yếu Sợ hãi kẻ mạnh từ trước đến nay là trò hay sở trường của người trong giang hồ, không nhắc tới đường gia bảo có bốn vị linh giai cao thủ, hai thanh thần binh, mà chỉ cần nhắc tới một mình đường phong đánh thắng bố liên chu đã đủ chống lại những người của đổ gia, đổ nhập vi thay đổi vẻ hung hăng càng quấy trước đó, hơn nữa còn có chút khép nép, cũng được xem là người thức thời, thò tay không đánh người tươi cười, mặc dù đường phong có chút không quen nhìn cách làm của những người trong đổ gia, nhưng cũng không muốn làm căng chuyện quá mức, định thần nói người không biết không trách đỗ nhập vi vội ho một tiếng cẩn thận dò hỏi không biết đường phong huynh đệ và chu gia đây là hắn muốn tìm hiểu quan hệ của hai nhà đường chu đỗ nhập vi cũng cảm thấy lo lắng dù sao đường phong hiện tại đang xuất đầu cho chu gia nói không có quan hệ cũng không có khả năng vạn nhất quan hệ hai nhà sâu sắc cách làm của bọn họ khiến đường gia phát bực thì tháng ngày sau này của đỗ gia không yên ổn chu gia là gia tộc ngoại môn của đường gia bảo ta Đường Phong đưa ra một đáp án khiến đổ nhập vi toát mồ hôi lạnh. Thật sự là sợ cái gì cái đó tới, trước đây cũng chưa từng nghe nói đường gia bảo có gia tộc ngoại môn gì, nhưng hiện tại nếu đường Phong đã nói như vậy thì đúng là sự thật rồi. Đường Phong là người nào, đệ nhất thi đấu gia tộc của nhất giới, đệ tử xuất sắc nhất của đường gia, chỉ cần một câu nói của hắn, cho dù chu gia nhỏ yếu thế nào cũng không phải lo lắng, đường gia bảo cũng sẽ mở rộng cửa tiếp nhận, đổ nhập vi lau mồ hôi lạnh trên trán sắc mặt vô cùng xấu hổ, cố tình mở miệng nói chuyện, nhưng lại không biết nên tìm từ như thế nào, sắc mặt kìm nén đến mức đỏ bừng, đường phong thật sự không muốn mượn tên tuổi đường gia bảo đi khi dễ người khác, nhìn hắn nói, chuyện lần này là do một tay đổ phong gây ra, công pháp đổ gia sau khi hắn thua cực mới kín đáo đưa cho chu gia, sau này lại đến trả thù. May mắn chu gia cũng không thương vong, về phần phòng ốc bị thiêu hủy tạm thời cũng không so đo với các ngươi, bản công pháp đó, ngoại trừ ta đã xem qua ở chu gia không có người nào xem qua cho nên ngươi cũng không cần phải lo lắng công pháp sẽ bị truyền ra ngoài đúng đúng là đổ gia quản lý không nghiêm không trách được người khác đỗ nhập vi mượn sườn núi đuổi lừa vội vàng mở miệng nói thái độ và cách nói của hắn hoàn toàn trái lại với lúc trước nếu chuyện đã giải quyết xong các ngươi nên rời đi sau này nếu ai dám có chủ ý tấn công chu gia đừng trách đường phong không nể mặt đỗ nhập vi được đại xá như mơ hắn thật sự sợ đường phong sẽ ra tay với nhóm người của mình vị đệ tử đường gia trong truyền thuyết này thủ đoạn cực kỳ sắc bén mặc dù chỉ có cảnh giới thiên giai hạ phẩm nhưng lực chiến đấu chân chính cho dù là thiên giai thượng phẩm cũng không so được một đám người hùng hổ xông đến rồi sợ chết khiếp rời đi không đề cập nhiều đến quốc ức gân tay gân chân đổ phong bị đứt được người tên là a lộc cổng trên vai chạy như bay khỏi chu gia đỗ nhập vi vừa ôm quyền vừa cười người còn chưa ra khỏi cổng lớn chu gia đã bị người khác kêu dừng lại đời đã chu tiểu điệp tức giận đi ra đỗ nhập vi dừng bước chân đứng ở cửa lớn đã bị phá hư chắp tay hỏi vị tiểu thư này còn có gì phân phó chu tiểu điệp hừ một tiếng lấy bàn tính từ trên cổ xuống thị uy trừng mắt nhìn đường phong đánh lách cách một hồi mở miệng nói đạp hư cửa lớn nhà ta bồi thường ba ngàn lượng đây là tiểu cô nương muốn kéo gia hổ của đường phong làm đại kỳ rồi đỗ nhập vi dở khóc dở cười sợ tay móc ra một chiếc túi trên ngực nhẹ nhàng quẳng trên mặt đất, lúc này mới quay người rời đi. Sau khi đám người đổ da rời đi, Chu Khê Hà mới cố ý khiển trách, tiểu điệp ngươi quá làm càng, lời còn chưa nói hết lại mặt mày hớn hở, nhưng Gia Gia rất vui, ha ha, vừa cười vừa liếc nhìn đường phong đánh giá, càng nhìn càng thuận mắt. Kiếp nạn lần này của Chu Gia coi như đã được hoàn toàn hóa giải, cường giả Chu Gia dốc hết toàn lực cũng không thể nào ngăn cản. Đường phong lại chỉ cần mấy câu đã làm cho đối phương phải ảm đạm rời đi. Chu Khê Hà xem như đã được thấy cái gì gọi là uy phong của đại gia tộc. Mà thôi, Chu Gia được xem là gia tộc ngoại môn của đường gia bảo là tốt rồi. Có ba chữ đường gia bảo làm bùa hộ mệnh, trong linh mạch chi địa có lẽ không có nhiều người dám có chủ ý đánh Chu Gia. Đám người Chu Gia phản phất nhìn đường phong như nhìn một con quái vật khổng lồ, đường phong còn có chuyện quan trọng phải làm, đương nhiên không thể chờ đợi muốn đi ra ngoài. Thò tay vẫy vẫy Chu Chính nói, Chu Huynh, đi với ta ra ngoài một chuyến trước. Ánh mắt Chu Chính đầy sùng bái, gật đầu như trống bỏi. Sau khi nói với Chu Khê Hà mấy câu, hai người Đường Phong và Chu Chính liền rời khỏi Chu Gia, đi về phương hướng khổ thủy thành. Mới đi được mấy bước, sau lưng lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Đường Phong quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Chu Tiểu Điệp cũng đi theo, quay hàm phòng lên, giống như con ếch. Hiển nhiên là bởi vì Đường Phong trước khi bức nàng đi vào khuôn khổ cố ý không ra tay chọc giận nàng, Đường Phong cũng không thèm để ý nàng có tức giận hay không thực lực cường đại chẳng khác nào cảm giác an toàn, mà cảm giác an toàn lại dễ dàng chinh phục nữ nhân, nhất là loại sát thủ tiểu nữ giống như Chu Tiểu Điệp. Đường Phong tin tưởng một ngày nào đó nàng sẽ hiểu ra, đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới biết được nhân tâm, kỳ thật thiếu gia chỉ có một số lúc đặc thù mới hèn hạ vô sĩ như vậy. Ngược lại với cơn tức giận của Chu Tiểu Điệp, Chu Chính hiển nhiên đã sùng bái đường Phong đến tận xương tủy, mặt mũi tràn đầy kim tốn, dẫn đường phía trước trong khổ thủy thành phải bảy tám lần rẻ đi gần nửa canh giờ cuối cùng mới đến được nơi này đây là một ngã tư khổ thủy thành phồn vinh náo nhiệt có rất nhiều giao lộ như vậy người bình thường chưa quen thuộc thành trì rất dễ lạc đường trên đường phố mọi người đi lại hối hả người đông chen chúc nhau âm thanh rao hàng ép giá không dứt bên tai đến rồi chính là hắn chu chính mở miệng nói tinh thần đường phong chấn động nhìn theo phương hướng chu chính chỉ không khỏi trợn mắt há hốc mồm con gái thương hàng đình của Độc Vương Thương Bất Khải, lúc trước được gả cho một thương gia họ Lưu, trải qua nhiều năm như vậy, mặc dù Đường Phong cũng từng nghĩ gia tộc họ Lưu có thể nghèo túng, nhưng căn bản không ngờ lại nghèo túng đến mức này. Người trước mặt là một tên ăn mày dáng vẻ tiều tụy, đầu tóc bù xù, cả người lôi thôi, ăn mặc rách rưới, trên mặt, cánh tay và bắp đùi lộ ra đều là nước bùng, mặc dù đứng ngoài ba trượng trước mặt hắn vẫn có một mùi hôi thối đập vào mặt, hắn rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Đường Phong thật sự không rõ, bởi vì mái tóc dơ bẩn đã che mất nửa bên mặt hắn. Trước mặt hắn bày ra một cái chén bể, trong chén bể có mấy đồng tiền đặc biệt chướng mắt, đây chính là hậu nhân của độc vương. Đường Phong thổn thức một hồi, nhớ năm đó độc vương thương bất khải phong quan như thế nào, người trong thắp linh mạch chi địa nghe thấy tên tuổi của hắn đều run sợ trong lòng, vậy mà mấy trăm năm trôi qua, hậu nhân của hắn lại giống như con chuột đang thoi thóp. Chu Huynh, ngươi xác định đây chính là người ta muốn tìm đường phong thật sự không dám tin chu chính vỗ ngực cam đoan chu gia ta kinh doanh ở khổ thủy thành bao năm rồi cũng ít nhiều có hiểu biết về các đại thương gia của khổ thủy thành lưu gia hơn 10 năm trước vẫn được coi là giàu có nhưng vì một trận tai họa làm cho sản nghiệp gia tộc bị người ta chiếm đoạt người trong gia tộc kẻ thì chết kẻ thì chạy trốn hiện giờ chỉ còn lại hắn làm hành khất trong khổ thủy thành căn cứ vào tin tức tìm hiểu trong tổ tông của hắn xác thực có nữ tử họ thương thấy chu chính khẳng định chắc chắn như vậy đường phong cũng bất giác gật gật đầu nếu thật sự như vậy thì có lẽ không sai tên ăn mày trước mặt phản phất không thèm để ý đến đường phong và chu chính móc từ trong người ra một số thứ dơ bẩn chu tiểu điệp đi theo cao mày đứng từ xa liếc nhìn chu chính đang muốn cẩn thận hỏi thăm tên hành khất kia đường phong lại thò tay ngăn cản hắn ngồi xổm xuống đường phong lấy từ trong lòng ra một ít ngân lượng đặt vào trong chén trước mặt hắn mở miệng nói huynh đệ ta hỏi ngươi chuyện này Tên ăn mày quay đầu nhìn đường phong, thò tay lấy bạc trong chén nhét vào trong ngực, lại tiếp tục gãi nách. Tổ tông ngươi có một nữ tử tên là Thương Hàng Đình sao? Đường phong mở miệng hỏi, ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm vào đối phương. Tên ăn mày làm ngơ, không thèm để ý đến đường phong, nhưng đường phong lại nhạy cảm phát hiện. Khi ngươi nói ra ba chữ Thương Hàng Đình, thần sắc đối phương hơi biến đổi, chính là hắn rồi. Đường phong tự hồ có thể chắc chắn, chu chính xác thực không tìm nhầm người bây giờ chỉ cần xem mình cậy miệng đối phương tìm tung tích thương hàng đình thế nào mà thôi nếu ngươi biết tung tích của người kính xin báo cho một tiếng ta có chuyện quan trọng cần tìm người đường phong tiếp tục mở miệng nói tên ăn mày vẫn mặc kệ không hỏi phản phất giống như không nghe thấy đường phong không tức giận nhưng chu chính lại có chút tức giận mở miệng nói này đang nói với ngươi đấy ngươi là kẻ biết sao tên ăn mày ngẩng đầu lên âm trầm liếc nhìn chu chính lại cúi thấp đầu không nói gì chu chính bất giác mỉm cười không phải kẻ điếc thì tốt vừa nói vừa thò tay túm lấy quần áo tên ăn mày trực tiếp nhấc hắn lên hung ác nói rút cuộc ngươi có nói hay không tên ăn mày đột nhiên hét lên một tiếng thần sắc vô cùng khủng hoảng đánh người đánh người có người động thủ đánh người trên đường phố vô số ánh mắt lập tức nhìn về hướng chu chính chu chính đỏ mặt vội vàng để tên ăn mày xuống hận đến mức nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì tên ăn mày ngã ngồi xuống mặt đất hừ lạnh một tiếng, đường phong mỉm cười, hắn đột nhiên phát hiện tên ăn mày lưu gia này cho dù nghèo túng, nhưng không hề ngu ngốc, hơn nữa căn bản không sợ mình và chu chính. Nhưng ngẫm lại cũng phải, nhà của hắn không còn, thân nhân cũng chết sạch, trên đời này còn có cái gì có thể khiến hắn sợ hãi hay sao? Huynh đệ, nếu ngươi có thể nói cho ta biết tung tích của thương hàng đình, ta tất có hậu tạ, chu chính làm mặt đen, đường phong cũng chỉ có thể làm mặt đỏ mà thôi. Tên ăn mày lúc này mới nhìn đường phong, cười lạnh nói, ngươi có thể cảm ơn ta như thế nào, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cái đó, chỉ cần ta có thể làm được. Ánh mắt đường phong sáng quắc nhìn qua hắn, tên ăn mày bày ra dáng vẻ vô lại, mở miệng nói, đói bụng rồi, bây giờ ta muốn tới nhất phẩm đường ăn uống. Nhất phẩm đường ở đâu? Đường phong quay đầu hỏi chu chính, quán rượu xa hoa số 1 của khổ thủy thành, chu chính vô ý thức đáp, dẫn đường, trong lòng chu chính không vui vẻ, nhưng Đường Phong nói gì hắn nghe nấy, kêu hắn dẫn đường liền dẫn đường, sau khi hung dữ trừng mắt nhìn tên ăn mày liền quay đầu bước đi, huynh đệ xin mời. Đường Phong mỉm cười nhìn tên ăn mày, tên ăn mày nghênh ngang đứng lên, phút cuối cùng vẫn không quên nhặt cái chén bể của mình lên nhét vào trong ngực. Nhất phẩm Đường là quán rượu xa hoa lớn nhất của khổ thủy thành, ở bên trong ăn cơm uống rượu, động một tí là tiêu tốn mấy vạn đến chục vạn thậm chí là mười mấy vạn, hơn nữa muốn vào trong không chỉ có tiền là xong, còn phải có địa vị. Ngay cả Chu Chính cũng chỉ ghé qua nhất phẩm đường một lần, hơn nữa còn ngồi ở lầu 1. Những nơi như lầu 2, lầu 3, hắn căn bản không có tư cách đi lên. Chương 710, ta có thể thỏa mãn bất cứ yêu cầu gì của ngươi. Trong nhất phẩm đường, không có ai dám sinh sự, bởi vì quanh năm ở đây có mấy thiên gia do ông chủ nhất phẩm đường bỏ tiền ra thuê trấn thủ hộ vệ, phàm là kẻ dám gây sự ở đây, không có ai không bị ném ra khỏi nhất phẩm đường hơn nữa cũng không cho phép quay lại lần nữa. Nhưng hôm nay nhất phẩm đường lại có đến bốn vị khách nhân đặc biệt. Trong bốn vị khách nhân này có ba người áo mũ chỉnh tề, người cuối cùng lại là một tên ăn mày. Người quanh năm hoạt động trong khổ thủy thành đại khái đều từng gặp tên ăn mày này. Đầu tóc rối bù, người toàn mùi hôi thối, râu ria bẩn thiểu, khiến người khác nhìn mà ngao ngán. Lúc bình thường, trong phạm vi 100 dặm của nhất phẩm đường, căn bản không nhìn thấy một tên ăn mày. Nhưng hôm nay, Tên ăn mày này dưới sự dẫn dắt của ba người kia trực tiếp đi thẳng đến cửa lớn của nhất phẩm đường, Đường Phong vẫn chú ý thần thái và biểu lộ của tên ăn mày, hắn phát hiện tên ăn mày này không hề cảm thấy khiếp sợ e ngại, phản phất giống như người nhà mình, vẻ mặt bình thản tự nhiên. Có lẽ hắn đã từng gặp qua rất nhiều cảnh tượng của cuộc đời, Đường Phong nghĩ thầm, tên ăn mày từ nơi nào đến? Cút, trong nhất phẩm đường lập tức có mấy tên hộ vệ nhảy ra, thò tay muốn ném tên ăn mày ra bên ngoài nhưng vừa dứt lời, mấy tên hộ vệ liền phát hiện người bị ném ra bên ngoài không phải tên ăn mày kia mà chính là mình. Đám người ngã chồng chất ở ngoài cửa, mê man không biết gì, bọn hắn căn bản không biết tại sao mình lại bay ra đến đấy. Thân thủ tốt, một tiếng gầm truyền đến, một cao thủ thiên giai từ trong nhảy ra, ánh mắt sáng quắc chầm chầm nhìn đường phong, vừa rồi thực lực của mấy tên hộ vệ không cao, đương nhiên không thấy rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cao thủ thiên giai này lại thấy rất rõ ràng, đường phong chỉ hơi giơ tay lên thậm chí còn chưa đụng đến mấy người kia bọn chúng đã bị ném ra bên ngoài đường phong bình thản liếc nhìn hắn mở miệng nói vị bằng hữu kia của ta muốn đến nhất phẩm đường ăn bữa cơm ăn xong sẽ đi ngay kính xin các hạ giúp cho hừ nếu các hạ đến nhất phẩm đường vô cùng hoan nghênh nhưng vị bằng hữu kia của ngươi thì không được nhất phẩm đường không phải nơi ai muốn vào cũng vào được quy củ là do người định ra chẳng lẽ không thể dàn xếp một chút sao đường phong liếc nhìn hắn, đáng tiếc không được, thiên giai cao thủ đối diện không cho rằng như vậy, vung tay lên, lập tức lại có mấy thiên giai đứng dậy, ngăn ở cổng chính nhất phẩm đường, vậy ta đành đắc tội, đây là lần đầu tiên đường phong gặp phải loại chuyện này, ăn một bữa cơm cũng phải đánh nhau. Nhưng nếu là yêu cầu của tên hành thất kia, cho dù có chút ý thế hiếp người, đường phong cũng đành phải làm, thân hình nhoáng cái xông vào giữa mấy thiên giai, đối phương còn chưa kịp phản ứng đã trúng chiêu cương khí hộ thân hoàn hảo không tổn hao gì nhưng kinh mạch toàn thân lại đau nhức vô cùng căn bản không cách nào vận dụng cương khí chỉ trong nháy mắt mấy thiên giai do ông chủ nhất phẩm đường bỏ tiền ra thuê về đã đánh mất năng lực chiến đấu mấy thiên giai này cũng cũng chỉ là thiên giai hạ phẩm chủ yếu làm người hộ vệ người khác để kiếm ăn thực lực căn bản không hề cao tên ăn mày sau lưng đường phong thậm chí không dừng bước chân không nháy mắt thoáng cái đã trực tiếp từ vị trí ban đầu lặng lẽ xuyên qua giữa mấy thiên giai đi vào đại sảnh trong nhất phẩm đường, ngược lại Chu Chính đi theo phía sau gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, ông quyền nói với mấy thiên giai kia, đắc tội đắc tội, cao thủ, mấy thiên giai hộ vệ xoay người, nhìn qua đường phong, mặt mũi tràn đầy kiên kỵ và hoảng sợ, Chu Tiểu Điệp ngậm miệng, cũng xông vào theo, tự hồ tất cả mọi người trong đại sảnh lầu một nhất phẩm đường đều nhìn sang bên này, trưởng quầy đang điên cuồng kêu lên, mấy kẻ ăn hại các ngươi, còn đứng ở đó làm gì? Ném tên ăn mày này ra bên ngoài cho ta, quấy rầy khách nhân khác, ta sẽ hỏi tội các ngươi. Vừa dứt lời, đường phong liền xuất hiện trước mặt hắn, mỉm cười nói với hắn, mấy tên hộ vệ của ngươi tạm thời đánh không được đâu. Sắc mặt trưởng quầy thoáng cái trắng bệt, hắn biết rất rõ thực lực của mấy tên hộ vệ này, nhưng bây giờ lại bị người ta vô thanh vô tức giải quyết, bởi vậy có thể thấy được, thực lực của người tới rút cuộc kinh khủng đến mức nào. Trưởng quầy cũng không phải người bình thường, quanh năm kinh doanh ở tử lâu này, nhìn quen sóng to gió lớn, biết rõ không thể đắc tội với cao thủ giống như đường phong, chỉ hơi ngây người một lát sau đó bày ra vẻ mặt tươi cười, các hạ có gì phân phó, xin cứ nói, đường phong nhẹ gật đầu, hắn chỉ sợ trưởng quầy không thức thời, như vậy mình cũng khó làm, hắn quay đầu nhìn tên ăn mày đi phía sau mình, ngửa đầu xoải bước giống như đại tướng chiến thắng trở về nói, vị bằng hữu này của ta muốn đến ăn bữa cơm, làm phiền trưởng quầy sắp xếp cho một gian phòng tốt nhất, chuẩn bị đồ ăn và rượu hảo hạng nhất, rõ rồi. Chưởng quầy liên tục gật đầu, đưa tay kêu một thị nữ đứng bên cạnh, ngươi qua đây, dẫn mấy vị khách quý này tới phòng số một thiên tử. Mang bách hoa tử 50 năm nổi tiếng của tử lên chúng ta lên, nhưng mà, thị nữ quan sát đường phong, lại quan sát tên ăn mày, không khỏi có chút chần chờ, nhưng cái gì? Còn không mau đi, chưởng quầy dậm chân, vâng, thị nữ vội vàng lên tiếng, nói với đường phong, mời khách nhân đi bên này, làm phiền rồi, đường phong nhẹ gật đầu với nàng đi theo thị nữ lên lầu ba cao nhất, ngay cả chu chính cũng không khỏi hơi khẩn trương, nơi này là nơi những người giàu có nhất của khổ thủy thành mới được lên, ngược lại tên hành thất kia còn vào phòng số một thiển tử, ngồi ở vị trí chủ vị, không nói một lời, chờ ăn cơm, không bao lâu, thức ăn tuyệt hảo và rượu thơm ngào ngạt được bọn thị nữ lần lượt mang vào. Tên ăn mày không chút khách khí, lập tức há miệng ăn luôn. Đường Phong và hai huynh muội Chu Chính ngồi hai bên, lặng lặng chờ đợi nhìn tên hành thức kia ăn cơm, chu chính cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, nhưng nhìn hình tượng tên ăn mày này lại ngửi mùi trên người hắn, lập tức không có khẩu vị. chu tiểu điệp cầm bàn tính gõ lách cách, một lát sau chìa bàn tính về hướng đường phong nói, một bàn đồ ăn này, giá trị 15 vạn 3.620 lượng, ngươi biết giá cả những thức ăn này sao? Đường phong kinh ngạc hỏi, lúc tiến vào nhìn lướt qua những tấm bảng phía trên có ghi rõ, đường phong liếc nhìn nàng, không khỏi có chút liếu lưỡi, chỉ nhìn thoáng qua đã có thể nhớ tất cả món ăn của nhất phẩm đường trong đầu bản lĩnh này ngay cả mình cũng không có tiểu cô nương này thật tài giỏi nhưng nàng càng biểu hiện bản thân mình như vậy đường phong lại càng muốn dẫn nàng đi ở lại chu gia thật sự quá phí của trời ngươi có tiền sao chu tiểu điệp hỏi một vấn đề rất thực tế không có đường phong lắc đầu từ sau khi hắn tới chỗ linh mạch chưa bao giờ kiếm ra tiền ngân phiếu trên người cũng là trong thế tục căn bản không cách nào sử dụng ngươi muốn ăn cơm chùa chu tiểu điệp không nhịn được liếc nhìn đường phong đường phong quả thật có quyết định này một bữa cơm hơn 10 vạn lượng nhất phẩm đường không thiếu tiền số tiền này không đáng gì ăn một bữa chùa thì thế nào một bữa cơm ăn hết một canh giờ khó khăn đợi tên ăn mày cơm nước no nê vỗ cái bụng tròn vo nằm chết dí trên mặt ghế ở một cái đường phong mới nhìn hắn hỏi ngươi còn yêu cầu gì nữa không tên ăn mày cầm cây tăm xỉa răng quay đầu quan sát ngoài cửa sổ nói trời vừa vặn tối, đúng lúc tới miên hoa túc cúc tiêu sái một bữa, đó là chỗ nào? Đường Phong nhìn Chu Chính hỏi, Chu Chính đỏ mặt liếc nhìn muội muội của mình, gãi hai gò má nhỏ giọng nói, "Thanh lâu lớn nhất khổ thủy thành." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Tiểu Điệp lập tức kéo xuống, "Thì ra là thế, vậy chúng ta đi thôi." Đường Phong đứng lên nói, "Đi thật sao?" Trên mặt Chu Chính hơi có vẻ kích động, "Ca ca cũng đi sao?" Chu Tiểu Điệp thản nhiên mỉm cười liếc nhìn Chu Chính, Chu Chính nghiêm túc nói, "Ta chỉ dẫn đường." đường huynh không biết đường, hừ, ta cũng đi, chu tiểu điệp thốt ra một câu nói kinh người, tiểu muội nơi đó không thích hợp với muội còn không mau về nhà ngủ đi, chu chính sụ mặt khiển trách, chu tiểu điệp căn bản không để ý, cố chấp nói, hai người không để ta đi, ta sẽ tự đi, chu chính ra sức nháy mắt ra hiệu với đường phong, hy vọng đường phong đuổi tiểu muội về nhà, lại không ngờ đường phong lại lập tức đồng ý, muốn đi cùng cũng được. Hiện tại hắn chỉ nghĩ đến làm thế nào thỏa mãn tất cả yêu cầu của tên ăn mày này, mau chóng thăm dò được tung tích của thương hàng đình, về phần những thứ khác đều không cân nhắc, hơn nữa có mình che chở, chu tiểu điệp chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm gì ở đó, mặc dù là ăn cơm chùa, nhưng bọn người đường phong vẫn quan minh chính đại đi ra cửa lớn nhất phẩm đường, trưởng quầy đại khái cũng nghe nói về chỗ khủng bố của đường phong từ miệng mấy thiên giai hộ vệ, cho nên không nhắc đến chuyện tính tiền ngoan ngoãn cúi đầu không lưng tiễn bọn người đường phong ra cửa phút cuối cùng còn mời hắn lần sau rảnh rỗi lại đến sắc trời đã tối sinh hoạt ca múa giờ mới bắt đầu thành trì nào cũng có xuân lâu của mình cái này ở bất kỳ nơi nào cũng giống nhau miên hoa túc cúc là thanh lâu lớn nhất của khổ thủy thành cô nương bên trong muốn dáng người có dáng người muốn có mặt đẹp thì có mặt đẹp đường phong dẫn tên ăn mày đi vào miên hoa túc liễu vẫn như cũ giải quyết một đám hộ vệ không có mắt dưới cái nhìn soi mói kinh ngạc của đám nam nhân đến đây mua vui, bọn người đường phong tiến vào trong phòng, bà chủ Miên Hoa túc cúc nơm nớp lo sợ đi vào, sau khi nói khách sáo vài câu liền mở miệng hỏi, "Xin hỏi mấy vị khách nhân muốn nghỉ qua đêm hay là uống hoa tửu?" Bà chủ vừa hỏi vừa kỳ quái liếc nhìn Chu Tiểu Điệp đang đứng ngồi không yên, nghĩ thầm đội hình này đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, đến thanh lâu chẳng những mang theo một cô gái, lại còn dẫn theo một tên ăn mày, nhưng người ta thực lực rất cao hộ vệ nhà mình chỉ trong nháy mắt đã bị giải quyết tú bà thật sự không dám trêu chọc đối phương đường phong quay đầu nhìn tên ăn mày việc này còn phải xem ý tứ của người ta tên ăn mày nghênh ngang nói qua đêm kêu mấy cô gái xinh đẹp nhất đến đây vừa nói vừa chỉ vào chu tiểu điệp nói xấu hơn cô ta thì không cần chu tiểu điệp bị làm cho tức chết đây là lần đầu tiên nàng bị lấy ra so sánh với nữ nhân trong thanh lâu bà chủ cũng là miệng đầy nước đắng tỉ mỉ quan sát chu tiểu điệp một chút nghĩ thầm cô nương trong thanh lâu của ta không có người nào xinh đẹp hơn nàng, nhiều lắm chỉ tương đương mà thôi, dù là nghĩ như vậy, nhưng tú bà vẫn vội vàng xuống lầu kêu người, không bao lâu sau, một đám bảy tám nữ tử oanh oanh yến yến tuôn vào phòng, nguyên một đám ăn mặc trang điểm xinh đẹp, mị nhãn bay tứ tung, khiến linh hồn nhỏ bé của chu chính như liện như bay, đường phong liếc nhìn đánh giá, phát hiện mặc dù các nàng không thanh thuần bằng chu tiểu điệp, nhưng ngược lại cũng có dáng vẻ và tư thái chí ít không tính là hạng buôn hương bán phấn tầm thường gì đó, không đá bác lưu manh, không lừa tiền con gái, quy củ giang hồ này đường phong vẫn rất hiểu, nếu muốn các cô gái này hầu hạ tên ăn mày, đoán chừng các nàng khẳng định không cam tâm tình nguyện, cho nên vẫn phải đưa ra chút ngon ngọt trước mới được, tự định giá một lát, đường phong lấy từ trong không gian mị ảnh ra một khối linh thạch cấp thấp đặt trên mặt bàn, chỉ vào tên ăn mày nói, qua đêm với hắn, món đồ này sẽ là của các ngươi đường phong thật sự cũng không còn cách nào khác bảo bối trong không gian mị ảnh của hắn có rất nhiều nhưng chỉ nhắm vào người tu luyện giống như một số công pháp đan dược thảo dược thiên binh các loại cho những người bình thường này cũng vô dụng ngược lại là linh thạch các nàng cũng có thể lấy ra đem bán tin rằng tiền bán được thừa đủ trả chi phí một đêm hầu hạ tên ăn mày này hơn nữa tuyệt đối rất dễ bán tuy nhiên đường phong đánh giá quá cao trình độ kiến thức của những người ở đây sau khi đặt linh thạch lên mặt bàn, mặc dù mọi người đều rất ngạc nhiên nhìn qua, nhưng lại không có người nào nhận ra, ngay cả Chu Chính và Chu Tiểu Điệp cũng tràn đầy nghi hoặc, Tú Bà cũng cười phụ họa hỏi, khách nhân, tảng đá kia, là cái gì, đường phong sững sờ, không khỏi cười khổ một tiếng, cuối cùng hắn cũng nhớ ra cho dù ở đường Gia Bảo, ngoại trừ một số tin anh, đệ tử bình thường cũng rất hiếm khi nhìn thấy linh thạch, một khối linh thạch cấp thấp, thấp, đường phong đáp, trong mắt Tú Bà lập tức trợn tròn, Huynh muội Chu Chính cũng lấy tay bịt miệng, tên ăn mày vẫn biểu hiện bình thản, lúc này quay đầu liếc nhìn Đường Phong, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không từng ăn thịt heo, lẽ nào còn chưa từng thấy heo chạy sao? Mặc dù mọi người đều chưa từng nhìn thấy linh thạch, nhưng sớm đã nghe nói đến, đây chính là bảo bối mà người tu luyện tha thiết mơ ước, là đồ vật dùng tiền cũng không mua được.